Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2018, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm về nghiệp để hiểu đó là nghiệp diễn ra trong cái suy nghĩ của mình là gốc, hiển lộ bằng lời nói là giai đoạn tiếp theo, và cái giai đoạn thứ ba là chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý vấn đề, chúng ta đối nhân xử thế. Đó là nghiệp chúng ta tạo từ ý nghiệp, từ khẩu nghiệp và từ thân nghiệp. Thì khi đi vào phân loại nghiệp này đó là chúng ta có nhiều cách để chúng ta phân loại. Thì cái vấn đề nó chỉ duy nhất là nghiệp thôi. Nhưng mà chúng ta chiếu từ góc độ này sang góc độ khác, nhiều góc độ khác nhau để chúng ta phân tách mà hiểu cái vấn đề. Như vậy cách mà chúng ta nắm bắt vấn đề đó là khi chúng ta có cái nhìn chung là cái tổng hợp. Rồi chúng ta đi sâu, chúng ta cắt ra từng phần để chúng ta có thể hiểu sâu hơn. Rồi cái con đường mà nó phát sanh ra, cái trí mà chúng ta nắm bắt vấn đề đó đã đi từ cái con đường tổng hợp, phân tích tổng hợp, đi con đường đó. Nhìn chung hiểu mà chia sẻ vấn đề ra cũng hiểu. Để chi? Để mình nhìn một cái khái quát, rồi mình nhìn tới những cái yếu tố mà hình thành nó, hoặc là mình nhìn tới những cái yếu tố gọi là cái cấu trúc của nó. Vì vậy chúng ta sẽ thấy sâu hơn. Thì về pháp học chúng ta tìm hiểu như vậy, thì đến khi chúng ta nhìn vào cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của mình, cái suy nghĩ của mình nó khởi lên, nó không bao giờ khởi một lần, nó sẽ đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và dưới nhiều cái dạng thức khác nhau. Cũng như khi chúng ta nhìn nghiệp thì chúng ta phân loại nó ra để chúng ta hiểu là nó xuất hiện, nó có nhiều tên gọi, nó nhiều cái dạng thức khác nhau. Thì trong tâm của chúng ta vậy đó, khi nó khởi lên một vấn đề thôi, cái vấn đề mà chúng ta muốn nói đây á là cái vấn đề cốt lõi, cốt lõi của con đường tiến hóa tâm linh và con đường thoái hóa tâm linh, nó nằm ở cái chỗ á là cái nhân mà thôi. Cái vấn đề đó là những cái pháp quế nhiễm ở trong tâm của chúng ta. Quế nhiễm đây là con đường sai, con đường lệch lạc, con đường không đúng, con đường đưa tới sự đảo điên. Và tất cả những con đường này nó đều đưa đến một cái hậu quả là tâm của chúng ta bất an. Và nó đưa đến một cái hậu quả nữa là trong tâm chúng ta có một cái sự suy sụp, và nó gọi là một cái sự thoái đọa. Thì như vậy một cái hậu quả cuối cùng khi chúng ta đẩy cái nắp hòm lại, cái con đường tái sanh chúng ta đi vào các cái cảnh khổ. Cái quy luật của nó là tất yếu là như vậy. Thì những cái quế nhiễm này nó bắt nguồn từ những cái vấn đề thuộc về tham, thuộc về sân và thuộc về si. Ba cái này khi mà nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm chúng ta, nó không bao giờ chỉ thoáng qua có một lần, mà nó luôn luôn nó lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhưng tựu trung nó chỉ nằm trong ba cái nhân này. Cái tham của mình, cái lúc này và lúc khác nó hiện ra những cái tướng trạng khác nhau, nhưng bản chất nó vẫn là tham. Giống như khi chúng ta học có một chữ nghiệp thôi, nhưng mà chúng ta xây đầu này xây đầu kia, hướng đầu nọ, để mà chúng ta cuối cùng cũng chỉ để hiểu về nghiệp. Cái sự xuất hiện đa dạng của nó, cái tính chất đa dạng của nó, nó đã vận động, nó đã hoạt động thế nào, nó đã kết hợp ra sao, trong những điều kiện, trong những cái yếu tố và cả những cái vấn đề thuộc về cấu trúc và sự vận hành của nó. Thì tất cả những gì diễn ra trong tâm của chúng ta mà đưa đến một cái sự đau khổ, sự bất an trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó không đi ra ngoài ba cái nhân thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Nhưng vì nó hiện ra đa dạng và dưới nhiều tầng cấp khác nhau mà chúng ta không nhận thức ra nó, vì chúng ta đã không tập một cái thói quen là chúng ta nhìn vấn đề dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Mặt trái, mặt phải, mặt trong, mặt ngoài, mặt trên, mặt dưới, nhiều góc độ khác nhau chúng ta xoay nó,
để chúng ta mới có thể hiểu nó được. Và chúng ta còn xem cái sự vận hành của nó, để nó phối hợp, những cái điều kiện kết hợp nên nó là gì. Như chúng ta học về tham sân si chẳng hạn, thì khi một cái tâm tham nó diễn ra như vậy đó, thì hai cái nhân chính của nó, thì nó bao giờ nó cũng có cái tâm tham đây, sở hữu tham đây, và đây nó có si đây. Đó là cái nhìn tổng quát của chúng ta. Nhìn chi tiết chúng ta nhìn vào con số đây, trong tâm tham này nó có con số cao nhất của nó là 21, con số dưới nó là 18. 21 này, nó có 20 này, nó có 19 này, nó có 18 này. Những con số này là gì? Những con số này là khi cái tâm tham này nó khởi sanh thì nó phối hợp với cái đoàn tùy tùng của nó là các cái sở hữu tợ tha đây. Và nó tùy theo tình hình, nó sẽ kết hợp với những pháp bất nhiễm nó đây. Cái pháp mà bất thiện nè, những pháp quý nhiễm ở đây nó kết hợp đây. Như vậy là trong cái tâm tham này nó có rất nhiều những cái yếu tố nó kết hợp với nhau. Thì khi chúng ta phân giải những cái yếu tố cấu thành nó, và như vậy từng cái sở hữu một thì sư cô cũng đã giảng qua để thấy đó là những thành viên nó là gì. Thì khi chúng ta hiểu những thành viên nó, chúng ta còn hiểu cái con đường vận hành và hoạt động của nó, thì nó thiên hình dạng trạng, nó hiện ra trong tâm của chúng ta. Để rồi khi mà chúng ta học về nghiệp đó, chúng ta hiểu rằng tất cả những gì hình thành nên cái tính cách của mình đó, nó đều nằm trong những cái yếu tố thuộc về nghiệp. Mà nghiệp nó khởi sanh từ đâu? Từ những cái tâm. Và những cái tâm này nó kết hợp rất là nhiều yếu tố của nó. Cũng như cái quấy nhiễm đây, còn từ những cái mà nó thuộc về những cái pháp thiện đây, những cái pháp mà nó gọi là trong sạch, là trong sáng đây, thì nó kết hợp bởi ba cái nhân: nhân vô tham, nhân vô sân, và nhân trí tuệ. Hai cái này, hai cái nhân vô tham và vô sân đó, nó làm nên pháp thiện. Khi mà nó cộng thêm cái thứ ba này thì nó trở thành thiện trí. Chúng ta được làm con người, chúng ta có đầy đủ thiện và thiện trí. Nhưng phần lớn khi chúng ta có mặt ở cái cõi dục này, là cái thế giới của những con người nửa lạc nửa khổ đây đó, thì chúng ta lại có một cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng đó là cái khuynh hướng chúng ta sống bằng cái sự thọ dục đây, là cái phần mà chúng ta nghiêng về chủ yếu. Cái phần thiện này này, hai cái phần này có đi với nhau, nhưng cái phần thiện trí người có phước mới đi được. Cũng như quý vị ngồi đây trong cái lớp này ngày sáng hôm nay, thì quý vị là người có phước, tại quý vị đang làm cái công việc mà nó dung bầu cho cái thiện trí. Thay vì sáng hôm nay ở nhà mình làm biết bao việc gia đình, hoặc là muốn giải trí vui chơi hay muốn đi du lịch, thì cũng là một cái thọ hưởng về cái lạc thú trong cái đời sống này. Nhưng mình từ chối những cái đó để mình đến một cái lớp mình học, mình đang làm cho cái thiện trí của mình có cái cơ hội để phát sanh này. Và khi nào chúng ta nuôi dưỡng được cái thiện trí này bằng cách chúng ta học là trí văn, bằng cách chúng ta ứng dụng nó là trí tư, bằng cách chúng ta hành trì cái thiền vipassana, thì nó là cái trí tu. Thì đây là cái con đường mà chúng ta đưa chúng ta đó lên những cái cõi mà vừa là cõi nhàn và cũng là tiến lên cái cõi nhàn tịnh. Con đường của chúng ta đi là cái con đường để tiến hóa. Còn nếu như là hàng ngày mà chúng ta không đi cái con đường thiện và thiện trí này, thì có nghĩa là tâm chúng ta đang rơi vào trong những cái trạng thái này, đặc biệt là nó rơi vào trạng thái si. Bởi vì chúng ta cứ để cho ngày tháng trôi qua và chúng ta sống theo cái tập khí của mình. Bởi vì nghiệp là thói quen, nghiệp là tập khí mà. Chúng ta sống theo cái tập khí của mình và để cho cái cuộc đời nó trôi đi không định hướng. Ngày nay qua ngày khác, chúng ta để nó trôi đi mà chúng ta không ý thức được.
Chỉ khi nào chúng ta đau bệnh, chúng ta sắp chết, hay có một cái gì đó nó xảy ra bất thường trong đời sống chúng ta, thì chúng ta mới hốt hoảng lên và lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào để cho nó bình an vô sự đây. Để làm thế nào được bình an vô sự, chúng ta phải có thiện trí. Thiện không chưa đủ, chưa đủ, thiện chưa đủ, phải có cái thiện trí này. Nhưng mấy ai trong một cái đời sống mà hiện tại đó, người ta đi vào trong cái sự thọ hưởng, thì người ta có nghĩ tới cái chuyện người ta phát triển tâm linh không? Ta chỉ nghĩ là người ta làm điều tốt là được. Người ta có làm sai một chút nhưng bù lại người ta có làm điều tốt. Người ta tính như một cái người mà làm cái việc mà thương mại kinh tế vậy. Tức là lấy cái này bù đắp qua cái kia. Tâm linh không có bù đắp. Tâm linh hễ mình gieo cái hạt giống đắng thì nó phải gặt cái đắng. Mình gieo cái hạt giống mà trong lành, ngọt ngào thì nó trổ cái quả trong lành, cái quả ngọt ngào. Nó không có bù đắp, nó không có vấn đề thương mại nữa. Mà khi chúng ta làm cái vấn đề thương mại trong cái chuyện tính toán đó, là chúng ta bị tổn thương. Ví dụ như mình nói nè, ngày hôm nay trong chùa có lễ lạc, mình vô đây mình cúng 1 triệu đồng, tới giờ người ta dọn đó cho mình ăn đó. Mình nghĩ rằng là cúng 1 triệu đồng mà mình ăn cái bữa ăn này nó trị giá cao nhất là 100 ngàn thôi, cho nên mình lên đó mình muốn ăn sao thì mình ăn. Mình ăn, mình quậy, mình chọt cho cái thức ăn, ta ngồi chung ta không dám ăn. Tại mình ý mình có cúng 1 triệu đồng. Hoặc là mình ăn xong rồi mình thích món gì đó, mình trút trong bao mình đem về, bị gì tính ra nó cũng còn dư dữ lắm. Chùa cũng lời ghê gớm lắm. Thì như vậy là mình đi vào trong cái chỗ tâm linh, nhưng mình đi bằng cái tâm phàm phu. Cho nên mình tính toán kinh doanh, cái chuyện mình cúng dường là chuyện riêng, đó là cái phước cúng dường của mình riêng. Còn mình ăn cái món gì ở trong chùa là mình ăn của ba tánh. Vì người ta vào đây người ta cúng dường, thì có mấy người mới làm ra cái vật thực, có những người phục vụ người ta mới dọn ra bàn cho mình ăn. Thì mình ăn đây, mình hưởng cái lộc của chùa. Nhưng mà mình hưởng như thế nào mà mình không có mang nợ mà mình lại có phước, còn mình hưởng như thế nào mình mang nợ mà mình lại tổn phước, thì mình cứ làm. Hai cái đó nó khác nhau, nó không có tính toán được. Thành ra khi mà chúng ta học về vi diệu pháp, chúng ta thấy rằng khi mà mình học, mình học từ cái tổng quát, mình chia chẻ ra, chia chẻ xong mình trở về cái tổng quát nữa để mình nắm bắt vấn đề. Và cái phương cách này nó giúp cho mình đó, cái khi mà mình thấy cái tâm mình nó hiện ra dưới nhiều cái trạng thái khác nhau, và nhớ một điều rằng nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại, nó mới chính là thói quen. Thấy chưa? Và nó lặp đi lặp lại vậy nó mới hình thành nên cái tính quy luật của nó. Và nó lặp đi lặp lại vậy đó, là cái tính quy luật này đó nó sẽ vận hành nữa, và nó cho chúng ta thấy rằng cái con đường đi của nó là nó sẽ diễn ra mà không có ai có thể can thiệp vào được hết. Ví dụ như sự vận hành về mặt tâm thức của chúng ta, khi nó đi cái lộ trình tâm này theo lộ ngũ, theo lộ ý, đây là cái quy trình của nó, mà không có bất cứ một cái quyền lực nào đó là có thể làm cho nó thay đổi cái quy luật này. Nó có những cái yếu tố nó có thể xen vào đấy, nhưng nó không phá vỡ được những cái quy luật này. Khi nó không phá vỡ được những quy luật này, chúng ta sẽ thấy nó đi từng bước. Cái này sinh rồi diệt, thì đây là cái nhân nó sinh lên. Nhưng mà khi nó diệt rồi thì nó để lại cái quả của nó. Và cái quả này chính là cái nhân nó cũng sinh lên, để rồi nó diệt, rồi nó tạo ra cái quả của nó. Và quả này chính là nhân. Như vậy đây là cái hoạt động thuộc về nhân quả, không có ai nơi đây hết. Các pháp nó đang vận hành, những cái pháp thuộc về bất thiện nằm đây, hay là những cái pháp thuộc về thiện nó vận hành đây. Và nó vận hành có tính quy luật.
Như vậy nó là vô ngã. Mà chúng ta đó ngỡ nó là mình. Chúng ta ngỡ nó là mình một cách chắc chắn. Giống như mình nói quyển sách này là của tôi, quyển sách này của tôi, nhưng nó không phải là tôi. Tâm này, thân này của tôi, nhưng nó không phải là tôi. Nó có sự vận hành riêng của nó. Một cái computer của mình, nhưng nó không phải là mình. Nó không phải là mình, tại vì nó vận hành theo cái lập trình của nó. Người ta cài lập trình như thế nào thì nó hoạt động như thế đó. Mình muốn sử dụng, mình phải biết cái quy luật vận hành của nó để mình điều khiển nó. Còn với một người mà không biết sử dụng computer này thì nó chỉ là một cái gì đó mà làm cho mình á, là cái tâm phóng dật của mình nhảy lung tung đó, tức là mình không biết gì hết cho mình bấm nhảy lung tung đó, rồi cuối cùng mình hủy hoại nó mà thôi. Như vậy cái đời sống nội tâm của chúng ta đây mà chúng ta không biết thì chúng ta sử dụng nó như sử dụng cái computer mà không phải tuân hành theo cái lập trình của nó, tuân hành theo cái quy tắc sử dụng và điều khiển nó để đem lại cái lợi ích của mình. Nhưng đó là một cái trò chơi vô minh của mình đối với chính cuộc đời của mình. Thì vì vậy nếu chúng ta không hủy hoại đời mình thì chúng ta đang làm cái gì vậy? Khi mà chúng ta tâm tối, chúng ta thiếu hiểu biết về cái thân này nè, thiếu hiểu biết về cái tâm này, thiếu hiểu biết về sự phối hợp nó, thì chúng ta đang chơi cái trò chơi gì? Chúng ta đang chơi cái trò chơi mà cuối cùng là chúng ta phải hủy hoại thân người để đổi lấy một cái thân khác. Đó là những cái sự vận hành nó mà chúng ta phải tìm cho ra để chúng ta không đưa cái đời sống nội tâm của mình đó đi vào những cái vận hành xấu. Còn nếu chúng ta thiếu kiểm soát thì tất nhiên là chúng ta chỉ chơi một cái trò chơi mai rưỡi. Hoặc là chúng ta chơi một cái trò chơi mà chúng ta không biết nó là gì và không định hướng nó là gì cả. Cũng như khi mà chúng ta cung cấp cái đồ chơi cho trẻ con mà chúng ta không hướng dẫn nó thì chúng ta sẽ thấy cái cách nó sử dụng cái đồ chơi. Đầu tiên nó cầm lên nó nhìn, rồi sau đó nó đập thử, rồi sau đó có thể nó bẻ cái này, nó rút cái kia ra. Nó muốn hiểu, nó muốn hiểu tại sao có cái này và tại sao cái này phải gắn vô cái này, tại sao gắn vô kia. Con đường đầu tiên để khởi sanh cái sự hiểu biết, khởi sanh cái sự cái phát triển về cái trí tuệ của nó, cái trí thông minh của nó. Nhưng mà vì không ai hướng dẫn cho nên những cái khám phá đó thường nó đưa đến thất bại hơn là thành công. Thì cuộc đời của chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta không hiểu rằng hằng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta đây, những cái suy nghĩ chúng ta, một là nó ở trong cái con đường thiện và thiện trí này, hai là nó ở trong cái pháp bất thiện này, nó không đi ra khỏi đó. Kể cả lúc mà chúng ta nói rằng là tôi bây giờ nó cũng không có muốn nghĩ gì hết, mà cũng không cần nghĩ gì hết á, cứ sống thế thôi, thì chúng ta có biết rằng chúng ta đã rơi vào cái bẫy của si không? Nó không ra khỏi, vận hành nó không đi ra khỏi. Và vì vậy thì những cái pháp bất thiện này nó vẫn tạo nghiệp ở đây. Nếu mà chúng ta thả liều, và những cái pháp thuộc về thiện đây nó cũng sẽ vận hành nơi cái động tác này để nó tạo tác. Và khi nó xuất hiện vậy, nó đi cả một cái chùm gia tộc của nó để nó hoạt động. Cho nên gọi nó là tâm đi với các sở hữu đồng sanh. Và nó hình thành nó một cái lực lượng để nó tạo tác khi nó trở thành cái tâm động tác, nó hoạt động để mà nó tạo nghiệp. Và vì vậy đó, khi mà nghiệp á, định hướng của nó sẽ là nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Khi mà đi vào cái vấn đề mà thì nó hình thành những cái hoạt động của nó rồi thì nó phải đưa ra một cái kết quả hoặc một cái hậu quả. Kết quả là dành cho những cái nhân lành,
còn hậu quả để dành cho những cái nhân sai lạc. Thì như vậy đó, khi thân huệ mạng chung rồi thì chúng ta đi tái sanh bằng tâm quả. Nhớ nha, tất cả những gì khởi lên trong cái suy nghĩ chúng ta trổ quả lập tức. Tất cả những gì chúng ta nói ra trổ quả trong tâm lập tức. Còn cái chuyện cái quả mà nó từ nơi này nó câu thông ra bên ngoài, có khi nó có thời gian, có khi nó nhanh, có khi nó chậm, nhưng mà nó trổ quả trong tâm lập tức. Khi chúng ta ứng xử một cái gì, quả trổ trong tâm lập tức. Và nó tiềm tàng đó. Nó tiềm tàng một cái khả năng đó. Cái tiềm tàng đó chúng ta có thể nói thế này. Bây giờ mình có một cái hộp xoài. Mình thử mổ cái vỏ cứng đó ra, rồi mình tìm bên trong đi, mình nói cái chỗ nào nó là sẽ lên cái rễ, chỗ nào nó lên cái thân, chỗ nào lên cành, chỗ nào lên lá, cái chỗ nào nó là hoa, chỗ nào đó. Thì tất cả các ở nhà mà nghiên cứu về giống cây trồng đó, người ta không có trả lời được. Người ta chỉ biết đây là một cái hạt giống tốt, và cái tiềm năng của nó có thể cho cái cây tốt và nó có trái tốt. Tại vì cái tiềm năng nó chứa đựng nơi đó. Và phải có một cái con mắt của cái người có thần thông thì mới biết được cái sự vận hành của nó ra sao. Thì tất cả những gì chúng ta suy nghĩ ở trong tâm chúng ta hiển lộ ra bằng lời nói. Cái lời nói còn thì thầm ở trong tâm, hay nó hiện ra ngoài, hay nó hình thành bằng cách chúng ta ứng xử, thì tất cả đều trổ quả và nó thành một cái tiềm năng. Cái tiềm năng đó nó sẽ trở thành một cái năng lực. Năng lực này nó hiện diện ra dưới một cái dạng năng lượng. Đây là cái năng lượng lành, và đây là cái năng lượng xấu. Năng lượng lành và năng lượng xấu này đó, nó cũng hiện cái bóng dáng nó ra. Cái hiện bóng dáng nó ra đó là cái năng lượng lành đó, là nó có mặt khi chúng ta có sức khỏe tốt. Khi cái tâm chúng ta bình an thì nó hiện ra. Và nó tỏa ra một cái từ trường, làm cho người khác người ta cảm thấy bình an khi người ta tiếp xúc với mình. Hay nói theo cái đời thường là có thiện cảm với mình. Còn khi mà những cái quả này đây, nó hình thành cái tiềm năng, nó thành cái tiềm lực, và nó ra một cái năng lực, một cái năng lượng xấu này đó, thì người ta chùng bước khi mà người ta ở trong cái từ trường của mình. Tức là khi mình đứng, mình ngồi ở đâu đó, thì nó tỏa ra một cái từ trường. Và khi người ta tiếp cận cái từ trường đó, người ta cảm thấy e ngại, thì chùng bước. Và thường những cái này nó hiện ra dưới cái dạng đó, là sức khỏe không tốt. Hoặc là có khi đó, cái sức khỏe của mình nó có tốt một cái lúc nào đó đi, nhưng mà nơi mình nó vẫn hiện ra một cái từ trường mà làm cho người ta e dè khi tiếp cận với mình. Nó rõ lắm. Vậy thấy không? Như vậy là cái tất cả những cái gì mà nó hình thành nghiệp trong cái suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình, nó trổ quả liền và nó thành cái tiềm năng. Và như vậy cái giờ mà chúng ta ra đi thì chính là một cái tiềm năng nó nằm ở đây, do những cái quả đó nó sẽ khởi sinh trong cái giờ phút cuối cùng của chúng ta, để nó lấy cái tâm quả đưa đi tái sanh. Như vậy khi mà chúng ta đến cái phần 2 của cái phần mà chúng ta vừa học qua đó, là chúng ta nói là cái phân loại theo cái nơi cho quả tái sanh thì nó theo tam giới hoặc nơi thọ nhận. Sư cô nói nó cũng tương tự như nhau, nhưng mình phân loại ra để thấy cái gì. Thấy cái thứ nhất á, là về mặt tổng quát á, là khi do cái quả nghiệp của mình tạo ra, mà cái sức mạnh của nó trong cái giờ phút lâm chung của mình, cái gì mạnh nhất nó sẽ hiện ra và nó trở thành cái quả đưa đi tái sanh. Vì vậy chúng ta có thể tái sanh ra cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Cõi sắc giới và vô sắc giới này dành cho những ai đã tu thiền định và đắc thiền định ở từng cấp độ một thì mới sanh lên được 20 cõi trời này.
Còn cái dục giới này đó thì nó cũng sẽ dành cho những ai mà có được cái trong cái đời sống của mình á, mà để cho cái phần thiện và thiện trí phát sanh lên nhiều đây, phát sanh lên mạnh đây. Nhất là cái người giữ giới, cái người hành giới, cái người mà có cái tâm từ bi rộng lớn, thì con đường tái sanh lên sáu cõi trời đó là hưởng cái cõi nhà. Cõi nhà đó rồi. Còn không thì cái phần mà chúng ta đó đi con đường nửa lạc nửa khổ là con đường đây, làm người đây. Chúng ta có thiện mạnh, trong đó có khi có thiện trí, hoặc là có khi thiện trí mạnh, thiện cũng mạnh, nhưng mà vẫn còn cái quế nhiễm thì chúng ta sinh ra làm người ở nửa lạc nửa khổ. Còn không nó sẽ đọa lạc trong bốn cõi khổ. Thì như vậy cái khi mà chúng ta nói là theo cái tam giới đó, để đi trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để nó thọ nhận những cái phước cũng như là những cái khuynh hướng riêng của từng cái cõi một, thì giờ đây á, nó đi vào một cái sâu hơn, cái riêng hơn, là do mình tạo tác những gì mà mình sẽ tái sanh trong các cái cõi này. Ở đây là cảm thọ đứng hàng đầu. Và chúng ta đây là cái người cõi dục đó, thường cái hạnh phúc hay đau khổ chúng ta nó cũng đi theo cái cảm thọ. Chúng ta cảm thấy vui hay chúng ta cảm thấy buồn, chúng ta cảm thấy bình an hay bất an, là đi theo cái cảm thọ hết. Cái đời sống mà chúng ta cảm nhận khi chúng ta sinh ra cụ thể trong một cái gia đình, trong một cái xã hội, trong một cái đất nước, trong một cái hoàn cảnh của chúng ta, và nó hình thành nên những cảm thọ này. Còn cái này là nói chung, chúng ta sinh ra cõi dục giới, cõi sắc giới, vân vân, là nó hình thành những cái điểm chung tổng quát với những cái tốt đẹp và những cái đặc điểm, những cái khuynh hướng của nó. Bây giờ đây là nói cụ thể hơn chút nữa, là chúng ta sinh ra trong những cái cõi, mà cõi này đó người ta chịu cái cảm thọ này là chủ yếu. Và cái cảm thọ này, như nhiều lần là sư cô cũng đã giảng cho tất cả là Phật tử ở đây nghe đó, là cái cảm thọ này khi nó khởi sanh đó, là khi tất cả các căn của chúng ta tiếp xúc với các căn, mắt chúng ta thấy không phải tình cờ, mà chúng ta được nhìn thấy cái đẹp trong cái đời sống. Chúng ta tình cờ chúng ta thấy cái đẹp, ví dụ như mình được đi du lịch hay mình được ở một cái nơi mà sao mình thấy người ta tới người ta trầm trồ dữ quá, mà mình ở đây mình biết chính cái phước mình đó, mình ở một cái nơi mà cái phong cảnh nó hữu tình, cái không khí nó tốt đẹp, nó trong lành, đó là cái quả phước của mình, đâu có tình cờ được. Người ta có một cái điều sai đó, người ta cứ nghĩ rằng là ở nơi thành thị với đầy đủ tiện nghi là phước báo. Chưa chắc là tại sao vậy? Ngủ một cái máy lạnh chắc chắn là không bằng đó, mà nằm ở dưới cái hiên nhà mà ngủ như vậy sức khỏe tốt hơn. Ăn cái món ăn ở nhà hàng sang trọng chưa bằng những cái món ăn mình trồng tại nơi cái miếng đất nhỏ xíu của mình đây, hái cây rau cộng cỏ ăn tốt hơn. Ai có biết rằng là cái hải sản mà làm trong nhà hàng đó, đôi khi nó có trộn mấy con ốc ngứa trong đó mình không biết. Và cái này không phải mình nói xấu người ta, chứ chính xác là như vậy. Vị sư cô đó gặp những người đó, người ta đi mua ốc ngứa, sư cô thấy chở có bao bao lớn vậy, sư cô nói cái ốc ngứa này đâu có ai ăn mà sao mua nhiều vậy. Cái người đó mới nói là bán nhà hàng sư cô. Nó nhà hàng mua làm gì ba cái ốc ngứa này? Nó nói không, người ta chế biến hay lắm, người ta đem về cái nó bỏ trong cái
cái nồi nước giấm nóng á, tôi bỏ vô cái tao luộc nó, cái nó hết nứa, nó hết cái nhớt. Sau đó người ta sắc lát ra thì người ta trộn với cái hải sản, nó tẩm ướp vô rồi đâu có biết. Như vậy ở nhà quê mình cái ốc ngứa là không ăn, nhưng mà người giàu có đến những nhà hàng ăn ốc ngứa chơi. Rõ ràng chứ. Thành ra mình đâu có biết là phước ở đâu, mà không biết phước ở đâu, mình đâu có biết được đó chứ. Thành ra đừng có nghĩ vậy. Khi nào mình nhận thức ra, mình sẽ biết đó, không có ai mà hoàn toàn có phước hết đó. Thành ra nhiều khi đó, ở những nơi mộc mạc chân chất vậy đó, hằng ngày đó mình tiếp xúc được những cái người ta thật thà chân chất với mình, đó là phước báo, mình không hiểu sao. Có những người quần là áo lược, nhưng mà ngày ngày ta tiếp xúc với những cái hạng người mà sa đọa, thì cái đó là nó khủng khiếp hơn cái chuyện chúng ta sống với cái người mà nó chân chất, nó mộc mạc. Cái phước rõ lắm. Bởi vì những người mà cái chân chất mộc mạc đó, nó tỏa ra một cái từ trường lành. Còn cái bóng bẫy, cái hào nhoáng này đây nè, để được có tiền thì người ta không có từ chối một cái hành động độc ác nào hết. Để có tiền thì người ta tỏa ra một cái từ trường này. Và khi mình rơi vào trong cái cảnh đó, nhìn bề ngoài thì thấy vậy, nhưng mà bề trong nó toàn là quế nhiễm. Cũng như sư cô nói với các Phật tử, đi đến chùa cứ nghĩ rằng là ở trong chùa nó không đủ điều kiện để cho mình ngủ nghỉ, đi ra thuê khách sạn ngủ nghỉ cho nó sướng. Khách sạn rất sạch, nhưng về tâm linh cực kỳ quế nhiễm. Chùa có thể eo hẹp cái chỗ, nhưng mà chỗ đó tinh khiết. Thành ra bao giờ người ta cũng chọn cái sạch sẽ ở khách sạn, nhưng người ta không biết nó là một cái từ trường rất xấu. Người ta chọn vậy. Cũng như biết bao nhiêu người đó thiêu đốt cuộc đời mình cũng vì thấy cái sạch sẽ của khách sạn. Chữ sạch sẽ của khách sạn, sư cô nhìn trong, nói trong cái nghĩa này là cái nghĩa để trong một cái, tức là nhìn thấy cái hào nhoáng của cái đời sống. Người ta không biết rằng nơi đó phải trả giá cho sự thoái đọa về mặt tâm linh. Đời sống chúng ta nhầm lẫn ở cái chỗ đó. Người ta phải nhìn cho ra cái phước báo của mình. Có những người đó làm nên một cái tội mà nhân danh cái tình thương. Ví dụ như mình thấy cái gia đình của người ta nuôi con người ta không cho tiền, muốn gì mua đó, cho ăn cũng vậy, ta cho ăn, cho ăn theo cái công thức của gia đình người ta. Có những cái em trẻ trẻ bây giờ nó lập gia đình, nó cũng có nhiều cái hay lắm. Vợ chồng nó ăn chay rồi chuyển qua thực dưỡng thì con nó cũng vậy. Tiền bạc cũng vậy, nó rất là giới hạn, nó không có sử dụng. Thì bà con có nói chứ không ai xa, anh của nó, chị của nó chứ không ai xa. Nói mấy đứa tụi bay ác quá, tụi bay ngu, tụi bay sống vậy cho phải đi. Con nít mà tụi bay cũng bắt sống theo cái kiểu đó thì ta không thể nào chịu đựng được. Như thế thì cứ lựa cái lúc mà không có cha mẹ nó thì tới nó dẫn xin đi chơi, rồi cho tới nhà hàng để ăn thả vàng luôn. Tiền bạc thì nhét vào trong tay nó mua cái này cái nọ. Và nghĩ rằng mình tốt, nghĩ rằng đúng, nhưng mình phá hoại cái năng lượng lành mà người ta đã cố công để tạo. Mình đưa cái năng lượng cực kỳ xấu vào, không những cái tư tưởng suy nghĩ xấu, thức ăn xấu, hành động xấu, làm cho cái khuynh hướng của những cái đứa trẻ này nó đang có phước trở thành vô phước. Khi người ta đi vào cái đơn giản nhất, nó đáp ứng một cái nhu cầu tốt nhất cho người ta là phước báo. Người ta nghĩ đến cái chuyện phải xa hoa, phải hưởng thụ nhiều, và cái đó là người ta coi là cái đỉnh cao của cái đời sống, thì chúng ta đang trên con đường nó gọi lộn cái đầu xuống đất mà chẳng cái cẳng lên trời. Hãy nhớ rằng chúng ta sinh ra trong cõi dục, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng thọ hưởng cái dục lạc. Nhưng bất cứ ai coi cái con đường thọ hưởng dục lạc là đứng hàng đầu là đang đi chổng cái đầu xuống đất mà dọng cái cẳng lên trời. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta thu thúc lục căn vừa phải vừa đủ, và nên hưởng những cái gì mà nó có năng lượng lành. Một cái đạm chất lấy ra từ nấm đậu hạt nó khác với đạm chất lấy ra từ thịt bò, thịt trâu, thịt dê,
từ trong trứng, từ trong cá, từ những trong con ếch, con rắn, con rùa vân vân. À, chất đạm lấy ra có nhưng mà khác nhau. Đạm chất mà đi từ cái loài thực vật khác, đạm chất đi từ loài thực vật động vật khác. Bởi vì khi chúng ta ăn vào đó thì chúng ta tiếp nhận một cái năng lượng xấu nhiều hơn, và đây là cái năng lượng làm nhiều hơn. Rõ ràng như vậy để chúng ta chọn lựa. Như vậy, nói như vậy để chi? Để biết rằng khi mà chúng ta phân loại nơi cái thọ nhận quả nghiệp này đó, thì những chúng sanh mà sanh vào trong bốn cõi cõi khổ đó thì chỉ có thấy khổ là chủ yếu. Trong bốn cái cõi khổ đó thì chúng ta đã thuộc lòng rồi: súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Chỉ có một chữ khổ duy nhất được hiển bày trong đời sống của những chúng sanh ở bốn cõi đó. Và chúng sanh ở trong bốn cõi đó thì trong Phật Pháp nói rằng đó là bốn hạng người khổ. Nhưng mà do cái tên người ta phân loại đó thì nó mới có súc sanh hay là bàn sanh. Thì mình cứ nghĩ rằng cái súc sanh bàn sanh này đó là nó không phải là mình. Đúng, nó không phải là mình, tại mình là người. Nhưng nó là một hạng người. Mình nghĩ sao? Mình không chấp nhận người ta có một cái đời sống. Như lần trước sư cô nói, trong cái thế giới của những chúng sinh này, nó chỉ có một cái cảm thọ chánh yếu của nó phủ trùm lên hết cái cuộc đời của nó là cảm thọ khổ. Là bởi vì cái khi nó tái sanh đó, nó tử rồi nó tái sanh đó, thì cái tâm mà nó đưa tới cái chuyện mà nó tái sanh đây đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nó nằm trong năng lượng xấu này. Giờ nó đi tái sanh bằng cái tâm đó, cái phúc cận tử nó bị những cái nghiệp xấu ác này, nó bị cái năng lượng xấu này chi phối, và nó tái sanh bằng một cái tâm bất thiện này, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện này đây, thì những cái này nó luôn luôn câu thông với cái dòng nghiệp xấu của nó. Đây nó tái, nó khởi sanh từ đây, nó nối kết đây, nối kết đây. Và khi mà nó hình thành nơi một cái tâm quả tục sanh này đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm quả tục sanh này khi nó xuất hiện ở đây thì nó sẽ làm nên một cái dòng hộ kiếp trong suốt cái đời sống của nó. Như vậy suốt đời của nó chỉ thấy cái khổ mà thôi. Như vậy tại sao khi chúng ta được làm người, chúng ta có một nửa lạc, một nửa khổ đây, tại sao chúng ta nuôi những cái cảm thọ bất hạnh cho đời mình lâu đến như vậy? Hãy suy nghĩ là tất cả chúng ta biết là những gì nó đi qua rồi, nó qua luôn mà. Sở dĩ nó trở lại là do chúng ta đã gợi lại, là do nó xuất hiện lại mà chúng ta không có từ chối. Cho nên một nhà hiền triết có nói rằng không có ai tắm hai lần trong một dòng sông. Tức là cái dòng nước đi qua rồi thì lập tức là có cái khác nó tiếp nối, chứ không bao giờ là cái dòng nước đó là một. Vậy tại sao đó chúng ta làm thành nó một? Là do chúng ta nhớ lại. Và chúng ta đó sống lại những cái cảm thọ này. Và những cái cảm thọ này chúng ta biết nó là nghiệp cảm mà. Nghĩa là khi bất cứ chúng ta làm cái gì đó, trong tâm chúng ta đều có những cảm thọ lạc và cảm thọ khổ khởi lên. Nhưng mà chúng ta duy trì những cảm thọ khổ này và chúng ta làm cho nó tái sinh trở lại trong tâm của mình, trong hiện kiếp. Và như vậy khi chết rồi, chết bằng cái tâm, chết bằng cái lúc mà những cái cảm thọ này nó nối kết, rồi nó đi tái sanh bằng cái tâm bất thiện này đây đó, thì nó là cái sự nối kết khó ra được mà chính ai? Chính ta đã nối kết. Những cái đau khổ, những cái bất hạnh nó đi qua mà chúng ta không cho nó đi qua, chúng ta gợi nhớ trở lại.
Và trong cái dòng chảy của cái hộ kiếp đi suốt trong cuộc đời chúng ta đó, có khi nó khởi dậy những cái đó. Những khi chúng ta hiểu biết, chúng ta cho nó đi ra. Còn khi chúng ta không hiểu biết, chúng ta cứ nhớ lại hoài để mà khổ, để nuôi cảm thọ khổ. Vậy ai đưa chúng ta tái sanh xuống cõi khổ nếu không phải chính là ta? Bởi vì khi đó chúng ta nhớ lại, chúng ta gợi lại, hoặc chính nó khởi lên, chúng ta nuôi dưỡng nó, thì đây là ý nghiệp bất thiện đang khởi sanh trong tâm chúng ta và đang hoạt động trong tâm chúng ta. Và nó hình thành một cái tiềm năng đau khổ càng ngày càng lớn mà chúng ta không nhận ra. Để chờ cho đến khi đó chúng ta phải tái sanh xuống những cái cõi khổ, để chúng ta sống trong cái nỗi khổ triền miên như vậy đó. Tỉnh không? Nếu chưa tỉnh nó đọa xuống nữa. Địa ngục nó cũng rất là nhiều tầng địa ngục, không phải một tầng địa ngục. Rồi chúng ta sẽ học tới đó, chúng ta biết. Vì vậy chúng ta đi trong cái gì? Đi trong cái cảm thọ. Mà cảm thọ này là gì? Là chính là cái nghiệp cảm của ta. Khi mà nói như vậy có nghĩa rằng trong tâm của chúng ta nó thiếu cái phần thiện trí này. Thiếu cái phần thiện trí, cho nên nó thiếu sự thấy biết. Nó thiếu cái mà chúng ta nhìn vào, chúng ta biết đây là cảm thọ gì, đây nó là quả nghiệp gì. Chúng ta thiếu cái chỗ đó, cho nên là chúng ta đã không có thay đổi, mà chúng ta để cho nó đó cứ vận hành. Chúng ta tăng trưởng cái sự vận hành nó bằng cách chúng ta gợi nhớ lại những cảm thọ bất hạnh mà người khác đã đem đến cho chúng ta. Và nhiều lần sư cô nói rằng cái chuyện người khác đem đến ta là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta tiếp nhận ở mức độ nào là cái chuyện chúng ta có thể tránh khỏi. Do vậy chúng ta sống đây nè, hàng ngày cái thời tiết nè, nắng mưa là cái chuyện của trời đất, chúng ta không thể nào cản trở được hết. Nhưng chúng ta có thể có cái cách để ngăn ngừa. Chúng ta nhìn ở Florida nha, bãi cái cả một cái khu đất nhà ở người ta tàn phá hết, riêng có hai căn nhà nó vẫn sừng sững đó, và chủ nhân của nó đó, đặt cái camera trong đó để có thể quay lại những cái hiện tượng đó. Ngày đó chủ nhân nó không có ở nhà. Và tại sao tất cả bão có thể tàn phá tất cả những cái ngôi nhà đó, trừ hai ngôi nhà này ra? Không phải thần thánh gì hết. Vì khi người ta xây dựng, người ta biết đây là cái vùng có thể xảy ra những cái đó, cho nên người ta đã gia cố. Thì như vậy cái chuyện mà người khác làm khổ mình là cái chuyện không thể nào chúng ta có thể lường được, và chúng ta không có thể nào mà bảo người ta đừng làm khổ mình. Cũng như cái chuyện người ta nói xấu mình là cái chuyện đương nhiên, người ta không nói xấu mình mới là lạ. Nhưng còn cái chuyện người ta nói xấu mình là đương nhiên, nó là như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ đó, mình sẽ tiếp nhận hoặc là mình sẽ giữ vững ra sao, thì cái đó là cái việc mình phải hiểu biết để mình củng cố. Cũng như hai cái ngôi nhà đó nó tồn tại không phải là thần thánh, nhưng do người ta có trí. Trước khi cất cái ngôi nhà ở cái vùng địa lý nào, ở cái vùng địa chất nào, thì người ta đã khảo sát. Để mà người ta xây cất và người ta gia cố cái nhà đó, thì trước tất cả những cái hiện tượng thuộc về động đất, thuộc về bão lụt, thuộc về gió lốc, người ta có thể tránh được ở một cái mức độ tốt nhất. Thì chúng ta đây cũng vậy, trùng trùng điệp điệp, từ trong vô lượng kiếp đó, chúng ta đã gieo rất bao nhiêu, chúng ta sao biết được, sao mà nhớ được hết những cái điều lành cũng như những điều không tốt của chúng ta. Nhưng có một điều chúng ta biết rất rõ rằng, bây giờ chúng ta được làm người thì có nghĩa là cái thiện chúng ta rất lớn. Nhớ được điều đó. Và chúng ta làm sao để thân hoại mạng chung, tối thiểu chúng ta cũng trở lại làm người. Nhưng mà làm người đó, trong cái tam nhân này nè, cái thiện trí này chúng ta mạnh hơn cái lúc mà chúng ta được tái sanh làm người đây. Vì khi chúng ta được tái sanh làm người thì hai cái pháp thuộc về thiện và thiện trí này đó là nó được phát triển.
Vậy chúng ta trong đời này chúng ta có làm hiển lộ được cái thiện là thiện trí mình không? Chúng ta có gia cố được thêm không? Chúng ta có tăng trưởng được thêm không? Hay là chúng ta để cho những cái pháp này nè nó tràn lấn trong cái đời sống chúng ta? Cho nên á, tất cả những ai mà sống quá mạnh về mặt cảm xúc của mình á, hãy quay về. Những cảm xúc này không được kiểm soát, không được kiểm tra, không được phân loại, không được định hướng, thì con đường khổ cảnh này nối rất nhanh, không thể nào tránh khỏi. Mà nhất là người nữ sống bằng những cái cảm xúc của mình quá mạnh. Cái người nữ mà có trí đó, để khi mà những cái cảm xúc mình khởi lên kiểm soát được. Mà khi cái người nữ mà cái phần mà thiện trí này mạnh đó, thì đó là những người giỏi. Chúng ta hãy nhìn những người nữ mà giỏi trong các cái lĩnh vực về mặt nắm cái quyền bính của đất nước, cũng như trong tất cả ngành nghề, thì khi tiếp xúc với người nó, ta thấy người này trí rất mạnh. Người ta không bị nô lệ cảm xúc đâu. Những cảm xúc khởi lên người ta đều có thể kiểm soát được, người ta định hướng nó được. Còn đa số cái người nữ nó chìm đắm trong đau khổ là gì đó, họ bị những cái cảm xúc này chi phối. Và họ đó không những nó gắn bó vào trong cảm thọ này mà còn thưởng thức những cảm thọ này. Ngày hôm nay mặc dù đã thoát khỏi tất cả những cái hoàn cảnh bất hạnh của mình rồi, nhưng mà khi nhớ lại những cái mà khốn khổ trong đời mình đó, giận rơi nước mắt, vẫn hiềm hận trong lòng, thì cái đó là thiếu trí tuệ. Cho nên để những cái cảm thọ này chi phối cho mình. Còn nếu như một người hiểu biết, người ta sẽ nói rằng rất là may mắn, tôi tưởng là tôi đã ngập lụt, tôi đã chết chìm trong cái sự bất hạnh của tôi, nhưng mà tôi không ngờ rằng ở đâu đó một cái nghị lực đã trỗi lên và bây giờ tôi đã thoát ra. Ở đâu đó một cái nghị lực đã trỗi lên và tôi đã thoát ra, chính là cái năng lượng lành của thiện và thiện trí tôi đã gieo trồng trong nhiều kiếp. Và cái giờ phút đó nó đỡ đần tôi. Cho nên người ta không vùi dập nữa, người ta đè bẹp xuống, nhưng mà tôi nhất định vươn lên. Nó nằm chỗ đó, cái năng lượng này nằm chỗ đó. Mình không biết cái tiếng nói đó là gì, nhưng mình biết rằng nó có một cái gì đó nó trỗi dậy, và nó nói mình hãy cật lực lên, hãy cố gắng lên, hãy vượt qua. Người ta chà đạp mình, nhưng mình không thể nào nhẫn tâm với mình để mình chà đạp mình, mình phải nâng đỡ mình lên. Và khi những cái đoạn đường gian lao vất vả đó đã đi qua rồi, ngày hôm nay cảm thấy ân vui. Và cái sự sáng suốt của mình đó, có khi những người ngày xưa đối xử với mình như vậy đó, ngày nay người ta lao đao lận đận, mình sẵn sàng giúp cho mình. Và không phải giúp để mà thị uy rằng ngày xưa tôi khó khăn, các người đã đối với tôi như vậy, ngày hôm nay tôi đối xử đẹp cho các người biết. Nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta vẫn ở trong cái pháp quế nhiễm của cái sân, sân độc chứ không phải sân diệt. Nhưng mà chúng ta nói như thế này, cái lao đao lận đận của họ ngày hôm nay đó cũng giống như cái lao đao lận đận của mình những ngày trước. Vì mình đã sai trong nhiều kiếp, mình gieo những cái lỗi lầm, cho nên mình gặp cái này. Và người ta cũng đã sai, như vậy mình thêm cho người ta một chút năng lượng. Giống như một người đó, người ta sắp chết đuối rồi, bây giờ mình nắm cái tay người ta, người ta ở mình cái nâng ta lên, người ta thở được một cái là mình đẩy người ta vào bờ. Đây là cái mà mình hiển lộ cái năng lượng mà từ trong cái tâm tối của cái hoàn cảnh vui dập mình đó, mình cảm thấy có một cái gì đó mạnh mẽ vươn lên. Nó chính là đây, nó chính là cái năng lượng lành này. Tại sao bây giờ mình không cho người ta một chút xíu? Bởi vì khi mình cho người ta, có nghĩa là cái phần năng lượng mình của mình lớn hơn, và mình thật sự đi vào trong cái con đường tiến hóa về tâm linh, những cái pháp thiện của mình được phát sanh lên. Và có phải chăng mình xuất hiện trong cái đời sống này
để mình nhận tất cả những cái quả của mình. Nhưng bao giờ cái sự thể hiện của mình cũng là thể hiện những cái phát hiện này lớn. Thì như vậy, con đường tái sanh của chúng ta, một là chúng ta ở trong cõi người, hai là chúng ta ở trong cõi nhẹ, và tiến lên nữa. Đó là một cái đại lộ đã mở ra. Mà sao mình không thấy? Tại sao mình không biết? Tại sao mình cứ đi hoài trong cái con đường lầy lội của nội tâm của mình? Là cứ ngồi đó mà giận, ngồi đó mà bương, ngồi đó lại nhắc đến cái sự bất hạnh mình như một cái sự tật nguyền trong cái đời sống của mình, như là một cái vết thương mà mình đã không có cái khả năng cầm máu đó. Mình đã có khả năng cầm máu mà, và mình phải có cái khả năng trị dứt cái nọc độc ở trong cái tâm mình, là hãy để cho những cái năng lượng xấu này nó đã đến và quy luật nó đã đi thì cho nó đi luôn. Còn những cái năng lượng thiện này, hãy nhớ là, cho nên cái giờ phút tâm chung, cái cận tử của mình, chỉ cần nhớ lại cái điều lành, điều thiện mình đã làm là thoát. Cái tiềm năng của những cái năng lượng lành của mình giờ phút đó nó phát sanh lên là mình thoát. Không ai cứu mình cả. Tất cả những này là tu tập, này là sự rèn luyện. Nó rèn luyện từ trong trí tư, nhưng nó hình thành, nó thay đổi một cái dòng suy nghĩ, là nó chuyển cái nghiệp, thay đổi đi. Nhất là những người nữ phải ráng mà học hỏi, phải ráng mà nhìn vấn đề với nhiều khía cạnh khác nhau, và giải quyết vấn đề cũng đưa ra nhiều cái ngõ mở khác nhau. Cho nên bây giờ đó, những người ta làm văn, làm thơ, nhất là những người mà viết văn, người ta hỏi những cái tác giả đó, tại sao cái đoạn kết ở trong cái tác phẩm của ông hay là của nhà văn á, tại sao chỉ có một giải pháp thôi? Tại sao vậy? Phải có nhiều giải pháp chứ. Nhiều giải pháp nó sẽ mở ra nhiều con đường. Còn mình khép lại trong cái giải pháp đó, nó chính là một cái sự thực của cái đời sống, chứ nó không có sai chạy. Nhưng mà cái sự thực này khi nó khép lại trong một cái hoàn cảnh cá nhân, nó không phải là văn chương để mở ra một cái con đường sáng. Cho nên đó, một câu chuyện phải mở ra nhiều cái giải đáp. Còn khi mình trung thực, mình trình bày cái cá nhân đó, cái gia tộc đó, trong cái cách giải quyết vấn đề, người ta phải đi vào trong cái khảm cảnh, là bởi vì người ta có một con đường duy nhất và người ta không thấy những con đường khác. Thì tại sao không mở ra? Tâm chúng ta phải mở ra dưới nhiều khía cạnh, dưới nhiều góc độ, để chúng ta nhìn một vấn đề thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp cho riêng mình. Cái giải pháp đó là chúng ta phải đi con đường sáng. Nhất định trong hoàn cảnh nào cũng như thế, thì chúng ta xứng đáng là Phật tử, là người con Phật. Bởi vì Phật có nghĩa là sáng, Phật có nghĩa là trí tuệ. Và trong mọi hoàn cảnh chúng ta đi con đường sáng này, con đường trí tuệ. Và không có ai trong cái sự sáng suốt này cả. Nói chữ không có ai có nghĩa là gì? Là chúng ta không có vướng bận một cái gì. Vì khi mà chúng ta sống trong cái cõi dục này đó, chúng ta bị cái chữ này nè, bị cái chữ tham nè đi suốt trong cái cuộc đời chúng ta. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải dính vào một cái gì đó, dính vào một ai đó, dính vào một cái sự việc gì đó, dính vào trong một cái tình huống nào đó mà chúng ta cột lấy mình vào trong, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Xem xét kỹ rồi đi, chúng ta ra không được. Không phải vì ai trói ai buộc, nhưng mà vì cái tâm này này, cái tâm mà nó có mang một cái từ rất là lạ lùng với thế gian, đó là cái tâm tham, không có ai chịu hết đó, nhưng mà ai cũng có. Tại vì người ta nghĩ tham là ăn cắp ăn trộm xấu lắm, cho nên người ta không chịu.
Nhưng mà đâu có phải là ăn cắp ăn trộm thì nó cũng còn đỡ hơn là cái tham mà đích thực trong cái tâm linh chúng ta, là chúng ta dính mắc vào một cái gì đó và trong mọi hoàn cảnh đó chúng ta không nhả ra được. Và cái đó là cái kinh khủng nhất mà nó đẩy chúng ta đó vào trong cái hố thẳm, vào trong cái đường lầy của một kiếp người. Và nó còn đẩy sâu nặng hơn nữa vào trong các cái cảnh khổ này đây. Nó lầy lụa không biết bao nhiêu kiếp, ra không được đâu. Bởi vì mình đã quen đó, thổn thức với những cảm thọ của mình. Và từ cái thổn thức đó, nó lặp đi lặp lại, nó thành ra một cái thói quen. Và chúng ta nghiện cái sự thổn thức này mà chúng ta không có nhận ra. Và vì vậy phải rơi vào trong cõi khổ này ra, trong cái luân hồi của bốn cõi khổ này ra, đi mãi không có ra được. Nhớ nhé, bất cứ ai mà coi rằng những cái cảm xúc của mình, những cái cảm thọ của mình là chi phối cái đời sống mình không cưỡng lại được, hãy coi chừng, hãy kiểm soát nó, phải xem xét nó, phải phân tích nó, và phải biết đưa nó ra khỏi chỗ đó. Còn không, tất cả chúng ta đã nô lệ cho cảm xúc, và nó thành ra một cái thức ăn của mình. Và xin thưa rằng tất cả những cái loài quỷ khổ, đặc biệt là những người trong địa ngục đó, để tồn tại trong địa ngục chứ không phải để thoát ra trong khỏi địa ngục, thì người ta đã thưởng thức những thức ăn này. Và những người này khi mà họ thoát ra khỏi bốn cái cảnh khổ đó, họ hiện diện trong cái đời sống của con người đây, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ tồn tại những cái người ta gọi là cái tiền khiên tật của nó đó. Thì họ thích đối xử ác với người khác, chơi cho vui. Người ta vui với những cái cảm thọ mà làm cho cái người khác phải khốn khổ, phải rơi nước mắt, phải khóc thét lên, người ta hài lòng. Cho nên có những người, người ta lầm lạc, bởi vì họ diễn cái trò này. Nó cần lết xuống mà lại họ vẫn lết xuống để họ lại. Nếu cần hứa bất cứ những cái lời hứa nào mà họ có thể tập hợp được trong cái đầu của họ để mình tin á, thì họ đều hứa lết. Nhưng mà thử đó, mà thiếu trí mà chấp nhận đi, rồi nó sẽ tái diễn, và nó tái diễn càng lúc càng nặng hơn. Vì mình không nhận ra, không nhận ra rằng có những chúng sinh đi từ trong đọa lạc đó, nó đã yêu mến những cái cảm thọ này, nó thưởng thức những cảm thọ này. Và những cảm thọ này đó, lúc đầu á là sự bất hạnh của nó, nhưng mà sau đó là thức ăn của nó. Cho nên quý vị thấy cái hành xử trong những cái con người, khi người ta bắt ra trong những cái buổi người ta xử án, để nói rằng cái người này nè là tội nhân, người phạm tội, kẻ phạm tội gây ra cái điều ác này chính là nạn nhân, đã trở thành nên tội phạm. Một cái người bị bắt, bị bán đi ra nước ngoài để làm cái nghề mại dâm, bây giờ đó khi thoát ra chỗ đó, trở về quê mình để lừa gạt như những người đã từng lừa gạt của mình và bán người ta qua cái chỗ đó. Cho nên khởi đầu nó là cái thổn thức, nó là cái đau khổ, nó là nước mắt, nó là tuyệt vọng. Nhưng khi người ta ăn những thức ăn đó rồi, trong cái năm tháng nó trở thành cái món ăn của người ta. Và bây giờ cái ác nó hiện hình, chúng ta cứ nhìn đi. Nó chuyển đổi những cái cảm thọ đó, không phải chờ đi từ kiếp này sang kiếp khác, mà trong cái hiện kiếp làm người đây, nó có một cái nửa lạc và nó có một cái nửa khổ đây, vẫn hiển bày mà sao chúng ta lại không nhìn ra. Cho nên hồi nãy sư cô có nói rằng là không có ai cả mà
Nó chỉ là pháp thiện và thiện trí thôi mà, không có ai cả mà. Ai cũng đi với chúng ta đó bằng con đường nhân quả cả, không kể người đó là ai. Người tốt nhất chúng ta cũng đi bằng con đường nhân quả. Người nửa này nửa kia, mai kia mốt nọ, sáng nắng chiều mưa cũng đi bằng con đường nhân quả mà. Tại sao chúng ta không nhận ra vậy? Hãy nhận ra đi, rồi mới biết mình chọn cái gì. Mình chọn cái năng lượng lành này hay mình chọn những cái thứ không phải là nó cho đời mình? Người ta cứ nghĩ cho ra đi. Và khi mình học về nghiệp thì chúng ta cứ nhớ như thế này, chúng ta là diễn viên sân khấu. Nhiều lần sư cô nói vậy. Cái người diễn viên này đặc biệt đó là cái người vừa viết kịch bản cho mình, vừa làm đạo diễn cho mình, và cũng chính là mình đã thực hiện tất cả những cái kịch bản và cái đạo diễn chỉ dẫn này trên cái sân khấu đời mà. Sân khấu đời đây, chúng ta là giám đốc của một công ty đây, chúng ta là quan đầu tỉnh đây, chúng ta là quan đầu bộ đây, chức vụ cao hơn nữa. Và ở gia đình đó, làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con, làm cái, làm bạn, làm mẹ, tất cả là những cái vai diễn. Những cái vai diễn đó nó sẽ hiển lộ cái gì? Chúng ta có kiểm soát lại cái thước phim đời của mình không? Mình hãy chiếu lại những cái thước phim đó. Và tự mình giờ đây là người khán giả, cũng là một cái người phê bình cái vở kịch này, cái tấn tuồng này, cái thước phim này. Để mình hiểu rằng những cái vai diễn mình đóng đó, nó nằm trong cái thiện ác ra sao, thì mình cân đo đong đếm được mà. Như vậy mình vẫn kịp thời để bẻ cái bánh lái đời mình. Bẻ hay không là do mình. Nhưng đa số người ta không bẻ được cái bánh lái đó vì dục vọng, vì một cái thói quen, một cái thói quen thọ hưởng dục vọng, một cái thói quen thọ hưởng quyền bính, nằm chỗ đó. Nhớ nhé, chúng ta nô lệ cho cảm thọ của mình, của chính mình. Và vì vậy đó, chúng ta nuôi dưỡng những cảm thọ mà chúng ta không biết rằng cái cảm thọ lạc nó có pháp bất thiện và cảm thọ lạc có pháp thiện. Đó là cái mà chúng ta không nhận ra. Khi chúng ta nhận ra được thì chúng ta tiếp nhận cái gì và từ chối cái gì. Vì cái cảm thọ lạc mà chúng ta hưởng đó, trong cái pháp bất thiện đó, nó giống như đó, một chút men nồng, nó kích thích cái đời sống chúng ta, nó làm hưng phấn và nó làm cho người ta say sưa hơn nữa trên cái con đường mà người ta nghĩ rằng đây là an vui, đây là hạnh phúc. Còn những cái lạc mà trong những cái pháp thiện đó, nó chỉ đưa con người ta tới con đường bình an và nhẹ nhàng, thì hầu như khó người mong đợi cái điều này. Những ai đã trầm luân nhiều rồi thì mới hiểu được cái giá trị của sự bình an. Còn những ai chưa trầm luân nhiều rồi thì người ta nghĩ rằng cái con đường mà kích thích, cái con đường mà nó làm cho người ta hưng phấn lên, thì con đường nó mới chủ yếu là cái người ta tìm ra. Ngay cả những khi đó họ bị đọa lạc rồi thì họ vẫn hướng về cái con đường lạc thú, chứ không có con đường nào khác. Thì đó là cái dấu hiệu của những chúng sinh đó phải đọa đày trong các cõi khổ. Và như vậy cái phần mà nói rằng là theo cái thời thọ nhận quả nghiệp đó, thì chúng ta đó nhớ rằng là trong cái phần này, những cái chúng sinh trong bốn cõi này là sẽ thọ nhận cái cảm thọ khổ nhiều hơn. Và khi mà cảm nhận cái cảm thọ khổ này á, có hai cái khuynh hướng chính. Còn cái phụ chưa nói. Hai khuynh hướng chính: một là người ta muốn thoát ra, hai là vì người ta nghĩ rằng không thể thoát ra được, cho nên là chấp nhận cái đó và thọ hưởng những cái này, thành ra cái thức ăn nuôi dưỡng mình.
và ta sẽ ở như thế trong cái cõi khổ không biết bao nhiêu lâu, vì nó không có thời gian. Và như lần trước sư cô có nói nè, trong bốn cái cõi khổ này, nó có cõi gọi là đọa xứ, một cái là khổ cảnh hay là khổ xứ, tại vì nó khác nhau ở một chút xíu đó, là cái loại súc sanh này còn gọi là bàn sanh, thì nó sinh ra trong cái, ở trong cái khổ xứ, cái đọa xứ. Nói đọa là vì nó bắt đầu từ cái khổ này đi xuống, cho nên đây nó gọi là đọa. Thì trong đó, đó cái súc sanh nó ở phần đọa này, bởi vì nó ít khổ hơn. Ít khổ hơn là cái phần quỷ nè, cái phần Atula nè, và cái phần địa ngục này. Ở đây là khổ, ở đây là đọa xứ. Đọa xứ này có khổ chứ không phải không, nhưng nó ít hơn cái này một chút xíu, vì khác vậy thôi. Cho nên mình nghe cái chữ đọa xứ hay khổ xứ, mình hiểu đọa xứ là nói chung là nó chỉ chìm trong cái cảm thọ khổ mà thôi. Nhưng mà trong đó khi phân loại ra đó, thì cái súc sanh đó, nó ở vào đọa xứ, nó cũng có khổ nhưng nó ít hơn cái nhóm ở phía dưới này. Rõ này chưa? Thì khi mà súc sanh đó, ở trong đọa xứ này, cái cách mà sanh trưởng của nó có bốn. Tức là nó sanh bằng thai sanh, loãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Còn tất cả những cái chúng sinh mà ở trong các cái khổ cảnh đây là nó là hóa sanh. Nói chút xíu về cái vấn đề hóa sanh này. Noãn sanh này chúng ta biết rồi, tức là sanh ra dưới dạng trứng, rồi trứng mới nở thành con. Thai sanh á là nó hình thành cái phôi rồi cái thai ở trong cái dạ con của người mẹ. Người mẹ đây có thể là con người, người mẹ đây có thể là súc sinh các loại. Rồi nó có thể sinh ra bằng thấp sanh, tức là do cái điều kiện ẩm thấp, cái điều kiện mà nó thích hợp cho những cái dòng giống của những chúng sanh nó sống trong cái môi trường ẩm thấp đó, thì do cái ẩm thấp đó là nó sanh ra. Cái loại thứ tư là cái loại hóa sanh. Hóa sanh trong cái loại bàn sanh này, loại súc sanh này thì ít, nhưng mà cái hóa sanh này đó, nó làm cho người ta đó, khi mà cái cận tử đây, nó là cái sát na của cận tử nằm đây, thì cái sát na thứ hai của nó đó, là khi nó hóa sanh rồi đó, thì cái kiếp sống trước này nó hình thể như thế nào thì cái hóa sanh này, cái thứ hai nó y như vậy, rất là nhanh. Cho nên tại sao phần lớn mình chết thành ma? Mình chết thành ma là tại vì mình không muốn chết, mình không chấp nhận chết, và mình còn quyến luyến gì đó, cho nên là thành ma là cách nhanh nhất để mình trở lại, mình trở lại cái môi trường sống của mình. Thành ra nó hóa sanh, chỗ này đây nó hóa sanh liền, tức là một sát na tử nát na sanh. Thì khi nó hóa sanh vậy đó, thì cái đời sống trước đó nó ra sao, bây giờ nó hóa sanh y chang vậy, nó tái lập lại. Để nói một chút xíu nữa về cái thấp sanh và bàn sanh vậy. Thì cái loại này nó có loại không chân, nó có loại hai chân, nó loại bốn chân, nó có loại nhiều chân. Nhưng cái đặc điểm chung của nó là khi nó đi đó, thì cái đầu nó bao giờ cũng ngã đằng trước, hoặc là cái đầu với cái chân nó ở trong cái tư thế ngang bằng nhau. Ví dụ mình thấy con rắn lúc nó bò đi đó, nó vẫn ở trong cái tư thế nằm ngang. Thỉnh thoảng nó có ngóc đầu vậy, nhưng mà nó không phải là cái cách chính yếu của nó, mà cách chính yếu của nó là nó lướt đi vậy. Một con thú bốn chân thì cái đầu với lại cái đuôi nó bằng nhau. Một con gà, con vịt khi đi cái đầu nó vẫn lủi về phía trước. Thành ra người ta gọi đó là bàn sanh hay súc sanh. Cái đặc điểm của nó
Thường nó là cái đầu với cái đuôi của nó, nó ở trong cái trạng thái mà coi như là nó ngang bằng với nhau, ngang ít hay ngang nhiều thôi. Thì cái đặc điểm của cái loại này là như vậy. Trong tất cả các cái loại mà đưa đi tái sanh đó, thì cái loại hóa sanh là cái loại mà nó áp dụng cho hai cái trường hợp như chúng ta thấy đó. Cái trường hợp thứ nhất là cho tất cả những ai mà tái sanh vào trong cái cõi chư thiên, tức là 26 cõi chư thiên, 6 cõi chư thiên dục giới, 16 cõi chư thiên sắc giới và 4 cõi chư thiên vô sắc giới, là 26 cõi chư thiên đó là hóa sanh. Vừa cái tâm tử vừa khởi sanh thì cái tâm tục sinh nó sanh lên là hóa sanh liền. Mà hóa sanh này có thể thay đổi hình dạng, tức là thí dụ như từ một quỷ đói có thể tái sanh làm một chư thiên. Ví dụ như là chúng ta có biết cái câu chuyện của cái người mẹ tiền kiếp của ngài Xá Lợi Phất là làm quỷ đói, nhưng mà sau khi mà ngài làm phước và hồi hướng đến cho ngạ quỷ là mẹ mình đó, thì khi mà tiếp nhận được cái quả phước đó rồi đó, thì ngạ quỷ này tái sanh là một cái nữ chư thiên, một cái thiên nữ. Thì cái thiên nữ này đó, từ cái chỗ cái thân hình của ngạ quỷ thì ốm đói trần truồng và xấu xí, thì bây giờ đây trở thành một thiên nữ, cái sắc thân thì vàng ống đẹp đẽ, cái y phục thì cực kỳ đẹp, và đặc biệt là đi đâu cũng có hào quang tỏa rạng. Thì đó là cái việc mà người ta tái sanh từ một cái cõi khổ mà lên đến cái cõi lạc, thì cái hóa sanh đó là cái con đường nhanh nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta đó từ một cái chỗ mà là cái kiếp người đây, từ chỗ sanh ra là con người nửa lạc nửa khổ đây, mà đi xuống các cái cảnh khổ này, thì nó cũng đi bằng cái con đường hóa sanh rất là nhanh. Nhất là đi vào cái con đường mà ma đó, con đường chết mà làm ma đó, thì phải nói phần lớn đó là con người chúng ta chết là làm ma, là vì lý do rằng là chúng ta lưu luyến cái người thân của mình lưu luyến cái công việc mình làm chưa xong, mình lưu luyến cái chỗ ăn chỗ ở của mình nó rất là thích hợp với mình không muốn bỏ, mình lưu luyến cái công danh sự nghiệp của mình. Có khi không phải vì những thứ đó, nhưng mà vì mình không muốn chết, chưa muốn chết, không chấp nhận cái chết. Thì cái con đường mà vừa tử xong á, mà tái sanh á, thì đi vào ma rất là nhanh. Lý do tại sao nó đi vào ma rất nhanh là tại vì thứ nhất á, nó bị vướng bằng cái tham ái này đây, tức là nó còn dính mắc vào một cái gì đó mà nó bám chặt vào trong cái kiếp sống của thế gian này. Thì khi nó bám vào một cái yếu tố thôi thì nó sẽ là đi vào cái con đường làm ma rất là nhanh. Tại vì sao? Vì nó cũng không muốn rời bỏ mà nó muốn tiếp tục gắn bó, cho nên cái gắn bó nhanh nhất của nó là tức thời, nó không được rời bỏ cái gì mà nó đã khăng khít. Cho nên là cái thân xác này bị hủy hoại, nhưng nó liền hóa sanh trong cái cõi giới của ma, thì nó lấy lại cái hình tướng của một con người, nhưng nó không có cái sắc thân của một con người, nó có cái hình tướng đó, và nó bám trở lại những cái gì mà nó ưa thích thì nó bám vào được. Chỉ có vậy thôi. Anh đi con đường hóa sanh tới thời. Cho nên nó là thông thường là đa số chết là thành ma cái đã rồi tính sao. Cho nên để mà mình nó không phải rơi vào trong cái cõi khổ đó đó, ngay từ trong cái hiện kiếp này thì chúng ta đây cái lòng dục vẫn còn, tức là cái mà mình yêu mến, mình gắn bó, dẫu là cái vật nhỏ mọn nhất, hoặc là một cái thói quen thường ngày trong đời sống chúng ta nhất, đặc biệt là cái tình cảm mình thương yêu con cháu, mình khăng khít với người hôn phối của mình, là cái chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây mình có thể có cách để tránh khỏi, là mình nguyện rằng nếu như cái lòng mình á mà còn khăng khít không rời được, mình biết á
thì mình nguyện tái sanh làm người để mà chung hợp lại, để có cái lời nguyện đó. Thì dẫu cho chúng ta đây đó còn còn cái tâm của cái luân hồi, tức là còn trong cái tham ái này, tham cuộc sống mà. Lần trước khi giảng về cái tâm mà tục sinh đó, cái hậu kiếp trong 14 sát na tiếp theo đó, là sư cô có giảng nhiều lần rồi, tức là từ cái chỗ tục sinh này nè, nó tiếp tục 14 sát na. 14 cái sát na hậu kiếp này đó, thì cái động tốc của nó đây á, nó chính là tâm tham. Và tâm tham này nó xuất hiện là nó bám vào cái nó được tái sanh, tức là bám vào cái sự sống. Và chúng ta nói rằng đó là con người hay là tất cả những chúng sinh đều có đức hiếu sinh, tức là đều có cái tập tánh là muốn sống không muốn chết. Là cái 14 cái sát na đầu tiên khi nó khởi lên đó, là nó bắn vào sự sống. Cái này sư cô có giảng rồi, là chính vì vậy mà những cái thai nhi khi nó ở trong bụng mẹ, nó chỉ là cái phôi thôi, nó chưa thành cái thai, nhưng mà cái lực nó bám vào sự sống cực kỳ mạnh. Trừ khi cái ác nghiệp của nó đó, nó trổ sanh, thì nó chỉ tượng hình trong bụng mẹ đó vài tiếng đồng hồ, vài ngày, hoặc là một hai tháng thôi đó, thì do nó bị gọi là yểu mệnh thì chúng ta đã biết rồi, nó là do quả của nghiệp sát thì không nói làm gì. Nhưng mà thường khi nó bị giết chết ở trong cái thai bào đó, thì cái lực của nó cực kỳ mạnh, vì vậy nó bám hoài. Nay nó bám vào mẹ, nay nó bám vào cha, mai nó bám vào cái người mà đã hủy hoại cái đời sống nó. Có khi nó bám vào cái người mà xúi dục để hủy hoại cái đời sống của nó. Tức là có những ai mà tham gia vào cái cộng nghiệp sát, cho nên có một con người chết mà rất nhiều kẻ sát nhân. Bây giờ khi cái người đàn ông nó quay lưng bỏ cho người đàn bà phải mang cái thai đó một mình đó, mà để trong cái cùng cực người ta phải phá thai đó, thì chính cái người đàn ông quay lưng này á đã ra cái lệnh giết con từ cái giờ phút quay lưng đi. Vô trách nhiệm thì cái ác nghiệp đã mang rồi, chưa nói đến cái chuyện ép buộc người ta phải phá thai, thì đó là còn dữ dội hơn nữa. Rồi chính cái người đàn bà này đó, vừa khóc vừa cũng phải phá thai, nó cũng nằm trong đó. Ông ngoại bà ngoại tán thành cái chuyện này thì cũng nằm trong cái nghiệp đó. Chị em cô bác đồng ý cái chuyện này, nằm trong cái chỗ đó. Cái người mau mắn tử tế dẫn đi phá thai an toàn dính vào trong cái chỗ này luôn. Người thầy thuốc nào, y tá nào làm công việc này dính người luôn. Và ai nghe người ta phá thai xong rồi nói đúng, làm như vậy là đúng, dính luôn vô. Thì vậy một thai nhi chết, nhưng tội ác này không dừng lại có một người. Thì như vậy khi mà những cái thai bào này đó, nó nằm ở trong cái bụng mẹ đó, là nó đã giống như một cái con rùa mù mà nó đã bám vào được cái phao nước đó rồi, thì nó nhất định nó bám chặt vào đó để nó sống. Cái tham ái này nó có. Và vì vậy khi nó tái sanh bất cứ cõi nào thì nó bám vào cái sự sống đó, khó rời xa, khó rời xa lắm. Cho nên khi mình đoản mạng bất cứ một chúng sinh nào, thì cái chuyện mà người ta hỏi tại sao, người ta cứ đeo đuổi mãi là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên. Và như chúng ta biết rằng đó, là tất cả cái điều kiện mà đưa đi tái sanh đó, trong đó cái điều kiện cốt lõi nhất là cái tâm, mà nó là tâm quả. Mà tâm nói cho kỳ cùng nó là gì? Nó là khí, nó là một cái năng lượng mà thôi. Khi mà nó đau khổ, khi nó quán trách, nó hiện hình thành một cái năng lượng xấu, mà nó đeo bám, nó khăng khít vào, nó cột cái dây quan trái vào, sao ra khỏi? Cái này nó đi có tính quy luật của nó. Trừ khi chúng ta làm một cái việc, chúng ta hãy giúp cho cái người này được tái sanh như ý muốn,
tức là được tái sanh lại làm người. Cho nên là sư cô nói là khi mình học Phật Pháp, hay nói rõ hơn khi mình học Di Dụ Pháp, để mình biết cái điều xấu và biết cái điều tốt. Không phải để mình ân hận quá nhiều, cũng không phải để mình khóc lóc thở than, cũng không phải để mình tự trách mình, cũng phải để trách người, cũng phải để dùi dập ai cứ đi dùi dập mình. Chuyện đó là hoàn toàn, nó là những cái năng lượng xấu, nó là pháp bất thiện. Mà khi mình hiểu rõ, biết rõ như vậy đó, để mình tạo cái năng lượng lành mà mình hỗ trợ cho những đứa con bất hạnh của mình nó được tái sanh làm người, đó là cái chuyện chúng ta phải làm. Cho nên khi mà sư cô giảng đi giảng lại cái điều này đó, hoàn toàn là sư cô không có cái ý là để khơi lại những cái vết thương hoặc là tạo cái đau khổ cho người á, mà đã lâm vào cái hoàn cảnh mà phải vi phạm cái điều này. Nhưng mà nói để chúng ta thức tỉnh ra rằng cái mà chúng ta đã nhầm lẫn rồi, đã sai rồi, đã lệch lạc rồi, bây giờ hãy dùng cái sự sáng suốt của mình đó để mình tăng cái điều thiện lên mà chia phước cho người ta. Để khi mà những cái quan thiên này nó nối bằng những cái pháp bất thiện đây đó, thì nó sẽ cảm nhận được những cái điều này. Nó có cái cách để nó cảm nhận được khi mình nối kết. Thì khi như vậy đó, nó sẽ nương vào đây, nương vào cái phước báu mà mình hồi hướng, mình chia sẻ cho nó, nó được tái sanh làm người là yên ổn. Và riêng bản thân mình đó, phải nguyện rằng đời đời kiếp kiếp những gì sai không tái phạm, những gì đã lệch lạc không tái phạm, những gì đã điên đảo không tái phạm. Chuyện đó mình nguyện phải làm cho bằng được thì mình mới thoát ra khỏi những cái khổ cảnh này đây. Còn nếu mình nguyện mình không làm được, khổ cảnh này phải có mặt. Còn nếu như mình không làm cái điều tích cực để mà nâng cho những cái người thiếu phước đó, người ta được tái sanh làm người, thì cái sự đeo đẳng này còn tiếp tục. Cho nên chúng ta hiểu biết để chúng ta làm đúng, mà chúng ta đã giải quyết được cái khổ mà chúng ta đã tạo ra cho mình và tạo ra cho cái người mà chúng ta làm khổ. Ta biết để chúng ta sửa đổi cho đúng, chứ không phải chúng ta nghe để mà chúng ta bị những cái cảm xúc này nó lại chi phối mình nữa, để mình tự trách mình, để mình trách những người khác, mình đổ cho hoàn cảnh tất cả những điều đó vô ích. Những điều đó đều là pháp bất thiện, đưa đến những cảm thọ xấu, và nó tiếp tục những cái xấu thành cái xấu tiếp theo. Nó không phải là đạo Phật. Cái đạo Phật dạy chúng ta rằng thấy điều sai quyết không làm nữa. Và giờ đây đó, phải trợ giúp cho những ai là nạn nhân trong cái sai của mình đó, được có cái cơ hội để vươn lên. Đạo Phật luôn luôn tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình gieo xuống cái nhân thì cái quả mình phải gặp. Thì giờ đây nè, mình không gieo xuống những nhân xấu nữa, mình gieo xuống những nhân tốt. Lúc nào chúng ta cũng gieo nhân, mà đã lỡ gieo những hạt giống xấu rồi, giờ nguyện không gieo nữa. Cái gì? Bàn tay trái chúng ta nè, cầm những cái hạt giống sai, giờ đây chúng ta thể khép chặt lại, chúng ta chỉ gieo những cái hạt giống lành mà thôi. Điều phải chúng ta làm, điều trái, điều ấy chúng ta không làm nữa, gieo cái hạt giống lành xuống đi, thì con đường sáng sẽ mở ra trong tâm của mình, và mình nâng đỡ những ai là nạn nhân của mình. Còn tất cả những sự khóc lóc, những sự khổ đau, những sự oán trách của mình đều nằm trong pháp bất thiện, đó là tâm sân, chỉ tạo thêm những cảm thọ xấu để rồi vùi dập chính cái đời sống của mình, làm tâm tối, che mờ cái huệ mạng của mình, và làm cho những nạn nhân của mình càng thêm đau khổ, không giải quyết được gì hết. Đạo Phật là cái đạo mà đưa chúng ta ra khỏi cái khổ mà. Thành ra khi sư cô nói đi nói lại như thế này là bởi vì trong cái nghiệp này đó, thì đối với tất cả chúng ta đây, cái nghiệp sát cực kỳ nặng. Vì khi chạm vào nó là chạm vào sức khỏe của chúng ta, chạm vào cái sự sống của cha,
có mặt trên cái đời này đó còn giữ nguyên vẹn cái hình hài của một con người hay không. Và để cho cái giờ chúng ta lâm chung đó, chúng ta có phải bị trong cái cảnh mà người ta nói rằng chết bất đắc kỳ tử, chết oan chết ức, không có oan ức gì hết. Tại người ta thấy á, dầu vẫn còn, tim vẫn còn, lửa vẫn sáng, mà đoạn ngang cái thì người ta thấy uất ức quá, cho nên người ta nói là chết oan chết ức. Chứ còn thật ra trong cái quả nghiệp không có oan ức. Oan ức là cho người nhìn thấy cái cảnh đó bị bức xúc mà nói cái lời đó, chứ còn đối với cái nghiệp người này không có cái đó. Nằm trong cái chỗ này. Cho nên là cái hóa sanh này nó xuất hiện đó, trong bốn cái cõi khổ đều có này. Nhưng mà đặc biệt là trong ba cái cõi khổ chính gọi là chính thức đúng đắn là từ trong cái quỷ khổ Atula và địa ngục đó, là nó đi con đường quá sâu, nó rơi vào xuống cái chỗ đó nhanh nhất. Cho nên là sư cô cũng nhiều lần nói với vị rằng những người mà tự giận chết bằng bất cứ hình thức nào, nhảy vào xe treo cổ, nhảy xuống sông, uống thuốc độc, vân vân, tất cả những cái hình thức đó, khi chết nó đều hóa sanh, nó hóa sanh lại và nó sống trong cái tâm trạng cũ, rồi nó làm y như vậy, rồi nó chết rồi nó lại hóa sanh, nó lại y như cũ, nó chết rồi lại hóa sanh, nó y như cũ, nó chết rồi hóa sanh, nó chịu tất cả những cái trạng thái tâm thức khổ đau lặp đi lặp lại, và những cái quyết định sai lầm đó nó lặp đi lặp lại như thế cho đến bao giờ nhận ra sai, bao giờ cái thiện trí đó. Cho nên một ngày mà chúng ta nghe được một cái pháp mà chúng ta ý thức được cái này, chúng ta không ngờ rằng nó là cái phước báo để nó cứu vãn cho mình trên cái đường luân hồi. Nên khi đó thường thường đó, trong cái tâm thức của người ta mà chìm trong cái cảm thọ đó, là khi mà người ta đau khổ, bây giờ người ta rơi xuống trạng thái đau khổ hơn thì người ta cảm thấy đau khổ nữa, chứ người ta không có cốc cái đầu vậy thôi. Còn cái người mà người ta bị chìm trong cái khổ này rồi, người ta rớt xuống cái cõi khổ rồi, người ta khổ quá rồi, tại sao khổ dữ như vậy, tại sao khổ dữ như vậy, tôi có thể thoát khỏi cái khổ này được không? Cái câu trả lời là được, với điều kiện để thấy rõ mình đã gieo cái gì xuống mà mình lại gặp cái quả khổ đây. Cho nên mình sinh ra làm con người, mình có cái phước báo á, là khi mình làm cái việc gì rồi đó, mình đều có cái khả năng có thể nhớ lại nó, có thể diễn cái thước phim này lại, có thể quan sát nó và có thể phân tách rõ để biết cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Hằng ngày mình hãy làm cái công việc đó và nó sẽ hình thành một cái thói quen. Cái khi mình rơi vào trong bất cứ một cái cảnh khổ nào thì chúng ta đều làm cái công việc đó mà. Và khi ta nói à, tôi sai, tại vì công ty phá sản cho nên là cái người giám đốc đó lấy súng bắn vào đầu, thì ta biết chứ, ta biết là ta không thể đương đầu được với tất cả những cái thứ bất hạnh mà khi công ty phá sản, cho nên ta bắn vào đầu để giải quyết cho nó xong. Bắn vào đầu đó là sân, bây giờ nó tái hiện rồi thì người ta biết chứ, ta biết. Bởi vì khi mà công ty phá sản là nợ, là nần, là đủ thứ nó sẽ tuôn ra hết. Tất cả cái hậu trường của nó tuôn ra hết. Mình không chịu đựng được. Cho nên mình cách trốn chạy duy nhất của mình là như vậy. Nhưng mình thử hỏi mình rằng, mình còn biết có nợ người này không? Có. Mình biết có những chuyện ẩn khuất mà mình đã giấu bấy lâu nay, có biết không? Biết. Biết tất cả. Như vậy đâu chạy trốn được, tại chứ còn nằm trong đầu. Nó sẽ nói lại hết tất cả. Để nó hiển lộ ra hết tất cả những gì mình đã làm sai.
Và khi mình thấy sai đời, nguyện và có cách thoát. Cái này sư cô chỉ để cho quý vị khi mà đọc kinh, đọc những cái bài kinh khi Đức Phật giảng pháp, mà những người mà lâm vào trong những hoàn cảnh mà khủng khiếp nhất, thì bao giờ các cái vị thánh tăng và chư Phật đều hỏi rằng: có biết tại sao bây giờ ra cái nông nổi này không? Nếu vị này nói không biết, thì chính cái vị thánh tăng đó hoặc vị Phật đó sẽ nói lại cái tiền kiếp cho người này nghe. Và sau khi người này hiểu rõ xong rồi, người ta dẫn cho cái con đường sám hối, cái con đường để mà thoát ra, thì người này nó mới được siêu thoát. Và cũng như vậy đó, thì chúng ta thấy là trong cái thế gian này nè, có những người thầy thuốc giỏi đã đi bằng con đường đó. Ví dụ những người ta có cái khả năng mà đưa người khác về tiền kiếp, một bác sĩ, ông K đã làm công việc đó với cả chục ngàn cái trường hợp. Và khi người ta đau bệnh không chữa được, thì người này đưa người này về tiền kiếp để tại sao biết cái bệnh đó nó là như thế nào. Người ta, sau khi người ta thấy rõ là người ta hết. Một người đó bị cái bệnh là lúc nào cũng ho, mà nó có cái gì nó giống như nó nghẹt ở cái cận cổ này, mà không thấy có cái gì á, đi chụp hình ra thì không có một cái gì cái cổ họng này, mà nó cứ khèn khẹt cả ngày nó không chịu. Thì sau đó khi đưa vào cái tiền kiếp mới biết rằng cái người này đó, khi mà bị chết ở cái sông đó, thì cái khúc sông đó nó có rất nhiều những cái loại cỏ và giống như rong biển vậy đó, thì cái người đó nó bị cái rong đó nó nhét ở trong cái cổ họng. Cho nên khi tái sanh lại đó, thì những cái cảm thọ nó mới đi theo. Nó không đi theo trong cái sắc pháp này, mà nó đi theo trong cái cảm thọ, và nó bị nghẹt như thế. Sau khi coi xong rồi đó, thì là biết rõ rồi là nó hết bệnh. Và cái chuyện mà ngày hôm nay, cái hiện thực nơi những cái người thầy thuốc đặc biệt đó, thì nó cũng giống như là cái mà chúng ta đọc trong kinh điển đó. Chúng ta thấy rằng biết được cái nhân mình đã gieo xuống, và mình thấy mình sai rồi, mình không làm nữa thì nó khó. Chỉ có vậy thôi. Cho mình đừng có sợ. Cái gì nghe pháp, cái gì cũng sợ là tại sao sư cô cứ phải nhấn mạnh, cứ phải lặp đi lặp đi lặp lại, phải nói những điều đó. Bởi vì góc cạnh này cũng thấy nó, góc cạnh kia cũng thấy nó, góc cạnh nọ cũng thấy nó, cho nên phải nói. Nói để mình có một cái cơ hội đó mà mình thoát ra, chứ không phải nói để mà gây những cái cảm thọ bất hạnh cho mình tiếp theo. Hoàn toàn cái con đường của Di Diệu Pháp không phải là con đường đó. Con đường Di Diệu Pháp là mổ xẻ ra tất cả, chia đoạn, chia khúc, chia từng thành phần, phân tách ra từng mảnh, từng miếng, để hiểu rằng pháp này có mặt là do duyên hợp. Chuyển đổi những cái pháp này đi, thì có những cái yếu tố thuộc về duyên đó phải đẩy nó ra, thì nó sẽ hình thành một cái pháp tốt đẹp thôi. Như vậy tất cả những gì sai của chúng ta, những gì lệch lạc của chúng ta, những gì đảo điên của chúng ta, nó đều kết thành bởi nhiều cái yếu tố nó đưa đến cái hậu quả này. Thì bây giờ những cái yếu tố nào cốt lõi mà đưa đến cái hậu quả này, chúng ta nhổ nó ra trước tiên. Chúng ta đem những cái yếu tố lành mạnh khác đưa vào là xong. Cũng như bây giờ mình nấu ăn lỡ mặn quá rồi thì mình gấp ra, mình dùng một cái thứ nước khác, ví dụ nước dừa chẳng hạn, mình nấu trở lại thì cái độ mặn nó giảm đi, còn cái nước này mình bỏ ra thì thức ăn mình ăn được. Còn nếu bây giờ mình không có biết thì mình có phải nuốt cái món mặn đó, mình nuốt qua, mình thay đổi nó một chút, mình chuyển quá nó một chút xíu thôi. Thành ra khi mà mình học pháp, mình hiểu biết rồi, những cái điều này nó ghi nhận trong tâm mình, thì mình có rơi vào trong những cảnh nó tái lập đi tái lập hoài. Và phải nhớ trong cái đời mình đó ha, những cái khổ của mình nó cũng lập đi lập lại, nó lập đi lập lại với nhiều hình dạng khác nhau. Và sư cô luôn luôn đưa một cái ví dụ về để quý vị thấy đó. Ví dụ sư cô nói rằng dòng nhạc không thay đổi, chỉ thay đổi lời nhạc mà thôi. Tức là một cái bài nhạc này mà có thể đặt ra nhiều cái lời nhạc, thì cái lời nhạc đó nó thay đổi, nhưng cái dòng nhạc nó không thay đổi.
cái nỗi đau buồn của mình nó không thay đổi, nhưng mà những cái yếu tố tác động vào hoặc là những cái hiện tượng để mà nó hiển lộ cái sân này đó là nó đa dạng hết sức, nhưng bản chất nó chỉ có một dòng nhạc duy nhất mà thôi. Thì khi những cái chúng sanh mà nó rơi vào trong cảm thọ đó, còn cái cảnh khổ đó, thì cái cảm thọ khổ này nó đã có mặt trong cái kiếp người rồi, và nó mang theo, tại vì nó không chịu loại trừ ra. Cho nên đàn bà có một cái kém, phụ nữ có một cái kém đó, là nuôi dưỡng những cảm thọ khổ của mình quá lâu, không nhả ra. Và chính như thế đó, cái người nữ sẽ bị đọa lạc. Mà những cái tốt đẹp trong cái phước lành của người phụ nữ đó khó có phải phát sanh lên đó, nó cũng nằm trong cái chỗ này. Người nữ có nhiều phước lắm chứ mà không biết. Khi mà cái người nữ này đó thành một người đàn bà để mang cái thai và có đứa con đó, và khi mà chăm chút cho đứa con của mình, khi mà tạo dựng cái cuộc đời của đứa con mình, phước này cực kỳ lớn. Nhưng người ta không biết, người ta không biết, người ta chỉ có biết là dính mắc vào trong cái đứa con này và khổ vui thăng trầm theo cái đứa con này. Cho nên người ta biết cái sự bất hạnh của người ta mà người ta không biết cái phước báu của chính mình. Mình không hiểu rằng ngày hôm nay đó, con mình nó nên người, nó chấp cánh, nó bay cao, cuộc đời nó hạnh phúc đó. Mình không có hạnh phúc ở cái chỗ là chính mình có dung bồi vào trong đó. Nhưng mà cái đau khổ của người mẹ đi theo cái sự thành công của con á, ngày hôm nay nó đã bay bổng lên rồi, mà bây giờ nó sống với ai đó chứ không phải với mình nữa, bởi vì nó đã ở một cái phương trời xa xăm nào rồi, và cái cuộc đời của nó hoàn toàn không dính với mình nữa. Cho nên mình cảm thấy lạc lõng, cảm thấy buồn, vì mình không có sở hữu được, vì mình không có quản lý được, vì nó không ở trong tầm tay nó. Cho nên mình hụt hẫng, có phước mà không thấy phước mình, chỉ vơ vào những cái khổ đau cho mình mà thôi. Cứ hãy nhìn con mình á, cũng như con chim trời mà nó bay lượn trên cái mây cao vậy đó, mình với không tới nữa. Nhưng cái niềm hạnh phúc của mình á, mình biết rằng trong máu, trong thịt, trong da, trong sự thành công của nó có sự đóng góp của mình. Và cái đó đó, nó là cái ruộng phước của mình, mình đã gieo xuống nó rồi. Vui vì thấy mình đã trợ duyên từ một con chim nhỏ bé bỏng này, ngày hôm nay nó đã tung cánh như con phượng hoàng đây, cứ nhìn nó là thấy hạnh phúc. Còn khi cái người đàn bà mà bị khổ lụy nó bám vào trong người mình á, thì cảm thấy con tôi bây giờ nó không còn thuộc về tôi nữa. Nó bay lượn trên bầu trời với những con phượng hoàng khác chứ không phải với mẹ nó nữa. Mà nó không có nhớ để mà quay về, không có nhớ được nghĩ về, là bởi vì cái đời sống của nó chỉ có đi lên thôi, nó không có quay trở về nữa. Thì cái người mẹ này âm thầm rơi nước mắt. Có phải phước báu chúng ta để trôi qua mà chúng ta sống bằng những cái cảm thọ thuộc về khổ lụy hay không? Đó là bởi vì chúng ta bám vào nơi đó, chúng ta nghĩ nó là con của mình, nó phải thuộc về mình, mà không hiểu rằng chúng ta đã giúp cho được một sinh linh bé bỏng này, ngày hôm nay nó đã được trưởng thành và nó đã tạo dựng được nhiều cái phước báu cho đời đó, cũng như là cho cái cuộc đời này. Cái hạnh phúc chúng ta không theo đó mà nở hoa sao? Mà chúng ta lại cùng mằng trong cái suy nghĩ là phải sở hữu nó, phải quản lý nó phải thuộc về mình. Có bao giờ mình nghĩ ngược đâu, mình có thuộc ba má mình đâu. Mình đi lấy chồng mà mình quên tốt thôi mà. Hai tay vinh lấy đầu rồng, tội trời con chịu, thương chồng hơn cha. Rõ ràng mà, sao mình đi con đường nữa? Cho nên khi chúng ta học hiểu, tôi thấy cái phước báu của người nữ. Hằng ngày nè, mình cứ nhìn trong cái đường phố thôi, mình thấy phụ nữ có phước hơn đàn ông. Nói về tỷ lệ, cũng phải nói về cá nhân. Hàng ngày đi ngoài đường, mấy cái quán rượu đàn ông ngồi nhiều hơn đàn bà.
sòng bài đàn ông nhiều hơn đàn bà, ở tù cũng đồng đàn ông nhiều hơn đàn bà, nghĩa trang đàn ông đông hơn đàn bà. Thấy đàn bà có phước chưa? Mà không biết, ngồi đó cứ khóc cứ khổ hoài, vì người đàn bà bị những cái cảm thọ này trở thành ra cái khổ liền. Cho nên phải tạo cái phước báo về thiện trí. Ngôn ngữ đời thường người ta nói người đàn bà có bản lãnh và người đàn bà nhu nhược. Trong Phật pháp nói rằng người đàn bà đó bị những cảm thọ này chi phối cho nên khổ lụy suốt đời. Còn người có trí tuệ không thì chỉ có ngậm đắng nuốt cay thôi, và trốn đi thì cũng không biết ra sao. Có thể nương tựa vào đó những cơ quan đoàn thể, nhưng chỉ có phút nào đó thôi, đâu phải cơ quan đoàn thể có thể theo sát được. Nhưng mà cái quả thì nó sát bên ngoài, cho nên khổ cũng khổ. Nhưng mà ở những cái xứ sở mà cái điều kiện về phúc lợi xã hội cao đó, người ta có những cái tổ chức để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ con bị bạo hành. Cho nên khi người ta chịu đựng không được, người ta đến chỗ, đến chỗ đó thì người ta cho chỗ ở, người ta trợ giúp cho mấy đứa nhỏ, và mình cũng có thể yên tâm đi làm việc được để mình sinh sống. Trong khi chờ đợi đó là mình có thể được thuê cái nhà với cái giá trợ cấp, rồi mình được giới thiệu cho có công ăn việc làm để mình nuôi nấng. Con cái của mình thì được người ta giúp đỡ, đóng tiền học cho, trợ cấp cho để nó nên người, thì mới thoát ra khỏi cái cảnh bạo hành. Còn mình ở trong một cái xã hội nó nghèo, phúc lợi nó chưa cao, thì đó là cái khổ, thì chúng ta chìm trong cái khổ này. Cho nên có những người đó phải cam chịu cả đời. Rồi cam chịu cả đời nó thành thói quen. Cái thói quen chịu đựng, cái thói quen nuốt nước mắt vào trong để sống. Rồi lâu ngày á, thấy cái nước mắt đó nó cũng có một cái vị nào đó chứ, để mà hưởng một chút vị đó mà sống. Cái đó là cái kinh khủng nhất phải đi ra. Trong cái khổ nó chỉ có cái vị khổ mà thôi, không có cái gì khác hơn cả. Đừng có tự lừa dối mình, đừng có tự che chắn mình lại để đối diện với nó. Mà hỏi mình đi ra không? Có những giai đoạn trong cuộc đời mà người ta không chịu nhớ lại. Người ta chỉ thấy rằng kể từ khi người ta lập gia đình đó, người ta có một người để chia sẻ, để gánh vác phụ cho người ta. Và đã có một cái mạng lưới để bảo vệ người ta rồi, bây giờ người ta cắt cái lưới cho người ta đi ra. Ta sợ là mình bơ vơ, sợ là mình đơn độc, sợ là mình không có chống cự nổi. Vì cái sợ đó mà nó nằm hoài trong cái cảm thọ sợ và khổ mà không ra được. Mà chúng ta quên một cái đoạn đời của chúng ta đó, để cái đoạn đời từ khi ta sinh ra, ta có phước ở với cha mẹ mình hoặc với ông bà mình. Và mình cũng có một cái thời đó chỉ có bạn bè thôi, nhưng mà rất là vui vẻ trong cái đời sống của mình. Mình đâu có phải nô lệ cho ai đâu. Vậy thì cái khả năng mà mình có thể đứng vững một mình, cái khả năng mà có thể vươn lên, là cái khả năng mình đã có từ vô lượng kiếp, không phải trong kiếp này. Cái khả năng nó đi đến kiếp này để mình mới được làm người đây, thì khả năng đó vốn có rồi, tại sao không khơi dậy cái vốn này để mình sống? Chỉ vì một chữ sợ. Sợ dư luận, sợ một mình làm không nổi, sợ sau này con mình nó trách mình, sợ đủ trò hết. Nhưng không sợ cái sự tâm tối và cái khổ nó đưa mình đến cái khổ đó thì không sợ.
hai đứa con. Một đứa con trai nó đi làm, nó thuê nhà riêng, nó nói má ơi, má với em ra ở với con đi, thiếu một chút, nhỏ một chút, nhưng mà mình được yên ổn, ở với ổng sao sống nổi. Má nói là tội nghiệp em con, thôi để cho nó học xong đã. Nó học xong đi làm, hai anh em nó ở chung với nhau. Nó nói má đi với tụi con đi. Má cũng đi. Nó nói má ơi, bây giờ thì má phải thấy rõ một điều đó. Bấy lâu nay má nói rằng là gì, má sợ tụi con không có cha, cho nên má cắn răng má chịu cái người này đày đọa má. Nhưng mà rõ thật từ đó tới giờ tụi con á, thấy có cha không có cha tốt hơn có một người cha như vậy. Bởi vì hằng ngày đó trước mắt con đó, cái cảnh mà người đó sai xỉn rồi đánh đập má đó, thì nó diễn ra hằng ngày, nó tạo cho tụi con đó một cái sự gọi là hết sức là bức xúc, nếu không muốn nói rõ là thù hận. Thì bây giờ giờ phút này tụi con ra khỏi rồi đó, thì mà má vẫn không đi ra, thì má phải nhớ rõ rằng má mê cái thằng cha này, chứ không phải là má thương tụi con. Tất cả là má đều ngụy biện hết. Có khi cái bạo hành đó là cái niềm vui của cái tâm quỷ. Nó không phải tâm ma mà nó là cái tâm quỷ. Mình không nhận ra. Rồi quý vị biết cái gì xảy ra không? Nói như vậy thì chịu không nổi, cho nên phải đi theo con. Nhưng mà đi theo con rồi mới lấy cái cớ thế này. Ngày nào cũng trở về vì sợ hai con chó không có gì ăn. Mà đã nấu cơm cho chó thì tội nghiệp thôi, nấu luôn để cho ổng ăn. Mình thấy chứ, người ta không có tách khỏi một cái môi trường người ta đã nghiện. Cho nên phải nhìn cho rõ đó, trong cái tâm mình á, khi mình nói những điều đó với con mình á, mình có che giấu một cái gì nó ẩn khuất ở bên trong không? Mình có cái gì ngụy biện trong chỗ đó không? Cho nên sư cô mới nói cái khuynh hướng của người nữ đó là giữ lại những cái cảm thọ của mình, khi nó đến nó giữ lại nó để mà khổ đau, và để cuối cùng là thưởng thức nó, và nó hình thành nó một cái nghiện ở đâu đó rồi không nhận ra. Sư cô nhớ hồi đi học, ông thầy cũng kể cái chuyện vui. Để thầy giảng bài, thầy dạy về triết học Đông Phương, thầy giảng bài, thầy nói cái hồi mình nghèo đó, mình đâu có cái nhà vệ sinh tử tế, nên để vô nhà vệ sinh nó hôi lắm. Nhưng mà vì khó đi cầu cho nên là sắp theo cái tờ báo, rồi ngồi trong đó đọc hơn thấy hôi. Là nó về sau có cái thói quen đó, đi nhà cầu cầm theo cái tờ báo, không thấy hôi. Còn nếu không có cái tờ báo đó, nó hôi dữ. Nên mình ở chung chạy với hạng người đó, dần dần cái tập khí nó dính vô, nó nghiện rồi nó không hôi. Thì thấy cái ông mà ông gọi là chú quả mà làm cái nhà thương tự vũ, mà cũng là cái ông mà xây cái chợ Bình Tây đó, cái hồi ông nghèo đó, là ông mới đi làm thuê cho người ta. Thì có một cái thời gian ông phải đi gánh cái phân. Thì hồi xưa người ta đi nhà cầu, người ta đi thùng, tức là cái nhà người ta làm vậy đó, người ta có cái thùng, người ta đi cầu xong nó có sáng người ta lo có cái nắp đậy lại, cái nắp để ở ngoài, rồi những người đó phải đi gánh những cái thùng phân đó đi. Thì những cái thùng phân đó mới đưa về những cái nơi mà người ta dùng phân đó để người ta trồng trọt, thì phải có những người đi gánh cái thùng phân đó đi. Thì nó hôi lắm, không chịu nổi, thì có người phải sử dụng thuốc lá, loại thuốc lá nhẹ, loại thuốc lá nặng, rồi sau có những người đó họ phải nghiện loại ma túy. Thì đến khi mà chấm dứt cái cuộc đời của người mà gánh thùng phân nó đi đó, thì về sau đó là nó không có hút thuốc được, mà cũng không có nghiện cái kia được, là bởi vì khi mà hút cái thuốc nó thiếu cái mùi phân đó là nó không có giá trị gì nữa hết. Thấy lạ chưa, nó đâu phải có hai cái mùi nó trộn lẫn nhau. Nó hình thành ở cái thói quen đó. Khi nó mất một cái yếu tố đó đi á, thì cái điếu thuốc nó nhạt. Cho nên người nữ phải coi chừng, sống trong cái khổ đó
cam chịu, không phải nhẫn nại mà nhẫn nhục, nuốt cái đó vô trong, nó hình thành ra một cái tập khí, một cái thói quen, rồi người ta mới gọi là người ta mới nghiền ngẫm cái đó ra để mà người ta mới thưởng thức. Cho nên lúc bỏ ra không ra được. Cho nên hai đứa nhỏ nó nói hổn thiệt, nhưng mà nó nói như thế mới đánh động được, bởi vì nó nói một sự thật. Tụi con rõ ràng không cần một người cha như vậy, nhưng mà vì má cứ nói có một cái người cha. Bởi vì khi mà nó lớn lên á, thì nó binh mẹ nó, thì ổng đánh nó luôn, và ổng đuổi nó ra khỏi nhà. Mà nó trẻ, nó đâu có chịu đựng được, cho nên nó phải đi. Và nó thấy cái chuyện nó vẫn tiếp diễn, cho nên nó muốn mẹ nó đi, mà mẹ nó không đi. Và người đàn bà đó, nó có một cái gì nè, có một cái loại cảm thọ nữa, mà nó gọi là, người ta nói là cái lòng nhân, cái lòng từ, nhưng mà sư cô nói là nó không phải cái lòng nhân, cái lòng từ, mà cái đó là lòng tàn. Ở cái chỗ nghĩ rằng nè, mình cứ tốt người ta đi, rồi lâu ngày mình cảm quá người ta, nghe không? Mình giống như thánh nữ vậy đó, mình sẽ cảm quá người ta. Không đâu. Vì cái nhân quả nó xuất hiện như thế này đó, nghe không? Nó xuất hiện như thế này, nó chỉ có một cái việc đó là nó áp cái quả khổ lên thôi. Mình không có làm thánh nữ như chỗ đó, đó. Không thể đâu. Còn cái người mà có cái phước báo để độ người đó nó rõ ràng lắm. Rõ ràng lắm chứ nó không phải như vậy đâu. Cho nên cái đó là một trong những cái ngụy biện của mình. Mà cái ngụy biện mà nó gây cho mình nó phải chịu đựng lâu dài nhất ở cái chỗ mình nói rằng mình sẽ cảm hóa người đó. Không có chuyện đó. Mà nó sẽ nói thế này, trong một cái hoàn cảnh mà người ta phủ trùm trên cái đau khổ của mình đó, thì mình hỏi rằng trong cái hoàn cảnh đó mình bảo vệ được cái huệ mạng của mình hay không. Công việc của mình là bảo vệ cái huệ mạng của mình, chứ không phải để cảm hóa người khác. Này quý vị, Đề Bà Đạt Đa là anh em của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật, mà Đức Phật còn chưa có cái ý cảm hóa, sao mình ngon vậy? Có phải mình lừa dối mình không? Coi chừng, người nữ mắc kẹt nhiều lắm. Và chắc mà đi điếm xuống mấy cái cõi khổ này đó, phụ nữ chắc đông hơn. Không phải vì uống rượu, không phải vì đánh bài, không phải vì tạo tác để vô trong cái nhà tù để mà đọa xuống chỗ này. Nhưng mà người nữ nó vô trong cái cảm thọ, vì cái cõi khổ này, vì những cái cảm thọ này nó đeo đuổi mình mà mình không có từ chối nó để đi ra. Nằm trong chỗ đó. Bây giờ trong cái loài súc sanh, chúng ta nói người cái phần đầu tiên á, trong bốn cái cõi khổ này, thì chúng ta nói đến súc sanh. Vậy đây là bốn cõi khổ. Đầu tiên chúng ta nói đến súc sanh. Súc sanh hay bàn sanh là vậy. Hình như lần trước sư cô nói, và những cái tâm tối này khủng khiếp nhất. Và trong tất cả các cái loại nghiện, không có cái loại nghiện nào khủng khiếp bằng nghiện game bạo lực. Tại sao nó khủng khiếp nhất? Tại vì tất cả những cái thứ nghiện kia, khi người ta tạo nên cái tội lỗi đó, thì người ta đều có một cái khủng hoảng và người ta sợ hãi. Và người ta đó cảm thấy có hối hận. Nhưng mà cái nghiện game là không. Không có khủng hoảng, không có sợ hãi, không có hối hận. Nó bình thường. Và vì vậy đó, khi mà nó rơi vào xuống cái đọa cảnh này nè, nó khó thoát ra. Vì đấy, nó coi cái đó là đương nhiên. Và trong cái thế giới đó, nó cũng vẫn tiếp tục, nó theo cái quán tính của nó cũng
có thể bạo hành được, nó sẽ bạo hành. Và chúng ta sẽ thấy cái thế giới của chúng sinh trong cái cõi địa ngục đó là nó đã cấu xé nhau như thế nào, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu để biết. Cho nên mỗi một ngày đó, người ta muốn làm ra tiền để người ta được phong phú cái đời sống, để người ta được hưởng những cái thứ mà người ta muốn hưởng. Nó là cái khuynh hướng thọ dục của người trong cõi dục. Nhưng mỗi một ngày đó, chúng ta dành bao nhiêu thời giờ để chúng ta hướng về cái thiện và cái phước thiện đây? Hai cái thiện này thì chúng ta dành được bao nhiêu thời giờ? Và chúng ta làm gì để chúng ta có cái kho tàng của thiện và thiện trí này? Thì chúng ta xem xét lại. Thì để cho nó, chúng ta có luân hồi trong bất cứ cái kiếp sống nào đó, thì cái kim chỉ nam của chúng ta là gì? Kim chỉ nam của chúng ta là bỏ khổ đi tìm lạc, hay là kim chỉ nam chúng ta đó bỏ con đường sai để đi con đường sáng? Hai cái đó khác nha. Vì cuối cùng chúng ta cũng đi trong cái cảm thọ. Chúng ta không chấp nhận cảm thọ khổ, chúng ta đi tìm cảm thọ lạc. Nó vẫn là con đường của sự thọ hưởng. Và nãy sư cô có nói rồi, con đường thọ hưởng càng hưởng nhiều chừng nào càng đi chổng ngược đầu lên chừng đó. Nhưng mà cái con đường chúng ta biết rằng sai là tâm tối, chúng ta tìm ra con đường sáng, đó là con đường thiện và thiện trí, là con đường bảo vệ và phát triển cái huệ mạng của mình, thì chúng ta sẽ lần lần thoát ra cái khổ. Bây giờ khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới súc sanh đó, thì như nãy đó, ta còn gọi là bàn sanh, thì nó là vậy chúng ta biết rồi. Bây giờ về mặt phân loại đó, thì chúng ta phân cái loại bàn sanh hay là súc sanh đó ra thành hai cái loại. Một cái loại đó là mình có thể thấy bằng mắt thường và loại không thấy được. Bàn sanh hay súc sanh này đó là thấy được và không thấy được. Nó chia làm hai loại. Và nói về cái thân hình của nó, đi đứng của nó thì chia làm bốn loại. Như nãy nói rồi, cái loại đi không có chân, đi bằng cái mình, như loài rắn như hả. Cái loại có hai chân, như gà vịt. Loại có bốn chân, như các cái con vật, con thú. Và cái loại nhiều chân, như là mấy con rít chẳng hạn. Thì người ta chia ra làm bốn loại. Đầu tiên là cái loại mà mắt mình thấy được, loại mà mắt mình không thấy được. Và khi chúng ta chia ra nữa là có những loại sống trên cạn, có loại sống dưới nước. Loại sống trên cạn là có loại sống trên mặt đất, có loại sống ở trên dòng núi non, có loại sống trên không, không trung. Có loại sống dưới nước, có loại sống gần mặt nước, có loại sống sâu, có loại sống dưới đáy nữa. Và có những cái loài lưỡng thê, tức là nó có thể sống trên cạn, có thể sống dưới nước. Đó là nói về cái chỗ sinh sống của các cái loài, của các cái loài này. Và trong kinh cũng có nói thế này, là trong cái thế giới đòi vật đó thì nó không nghe được pháp, không nghe được pháp Phật, nhưng mà nó tiếp nhận được pháp âm. Tức là khi mà giảng bằng cái lời của cái loài người thì nó nghe, nó không hiểu được, nhưng mà cái âm, cái âm trong cái lời giảng nó tiếp nhận được. Và trong kinh có kể chuyện cái thời của Đức Phật Phúc Sáng, thì có 7 vị tỳ kheo đó vào trong cái hang núi để học vi diệu pháp, tại vì không có ai giảng. Và những vị này mới vào trong cái hang núi đó mới là tụng đọc 24/24, tức là chia ra. Người này tụng mệt rồi thì tới người khác tụng, mà cứ đem cái bản chánh tạng của vi diệu pháp mà đọc lên. Cứ như vậy đó là suốt ngày đêm luôn thì các vị đã đọc. Thì những con dơi nó sống trong cái hang đó, đêm về đó nó mới là ngủ trong cái hang động đó thì nó mới nghe. Thì nó không hiểu gì hết, nhưng mà cái pháp âm đó nó tiếp nhận được. Rồi về sau khi những cái con dơi này đó, nó chết rồi thì nó lần lượt nó tái sanh theo cái nghiệp của nó. Và cuối cùng trong cái kiếp cuối của những cái con dơi này, nó có cái điều đặc biệt của nó, nó đều trở thành người xuất gia. Và sau đó là đắc đạo quả nhờ nghe vi diệu pháp.
Cho nên mới nói là súc sinh thì không nghe được cái lời nhưng mà tiếp nhận được cái pháp âm. Cho nên là chúng ta thấy có những cái chùa ở trên những cái vùng núi non thì những cái con vật mà nó sống quanh đó đều là những cái con vật mà cái phước báu trong tiền kiếp của nó là nó có cái duyên với cái tam bảo, cho nên là nó đến ở gần đó hoặc nó ở trong cái ngôi chùa đó thì nó tiếp nhận được cái pháp âm. Nó tiếp nhận được. Và sư cô nhớ trong lớp này sư cô có kể một cái chuyện thật á. Cái chuyện có một cái sư cô đó cậu mới kể nè, là trong chùa đó là người ta cứ đem chó với mèo vô người ta bỏ dữ lắm, rồi mấy cô tội nghiệp mấy cô cho ăn. Thì trong chùa đó là chó đông lắm, mười mấy đứa con nữa, nhưng có một con duy nhất thôi. Là không biết nó có coi đồng hồ không, là nó biết coi đồng hồ không thì không biết, nhưng mà bao giờ cũng vậy đó, 5 phút trước khi mà tụng kinh là nó lên nó ngồi sẵn. Cho nên là sư bà trụ trì đó mà thấy cô nào lên trễ đó thì sư bà nói vậy, người ta không biết coi đồng hồ nhưng không bao giờ người ta đi trễ. Và đặc biệt đó là hãy sư bà mà ngồi á thì nó là ngồi đằng sau chứ không bao giờ ngồi theo các cô. Tức là các cô mà thường ngày cho nó ăn cũng thương lắm mà biểu nó lại ngồi gần, nó không ngồi gần, nó chỉ ngồi sau lưng sư bà thôi. Mà không có một cái thời kinh nào nó bỏ. Thì quý vị thấy không, tiền kiếp đây là một người tu. Bây giờ cái pháp âm đó, cái duyên phước người này đó, trở lại cái chùa để ở. Và bây giờ tới bây giờ tụng kinh là cứ lên nghe tụng kinh, người ta tiếp nhận một cái pháp âm đó. Và rất nhiều những cái con vật, ví dụ như một cái con vật mà nó hung dữ đó, cắn là có thể chết đó. Là cái con gì mà nó tắc kè. Thì tắc kè nó hay vào ở trong đình, trong miếu, trong chùa. Nó tắc kè nó đến à. Đó là những cái con vật mà nó cắn đốt người ta có thể chết, nhưng nó lại vào trong cái chùa để nó nghe cái pháp âm. Còn quý vị nhìn thấy là hồi xưa đến bây giờ thì không biết, mà nó không biết ta sử dụng sao. Hồi xưa nó có những cái chỗ nó giống như những cái quán vậy đó. Thì nơi đó những người hút bắp viện đó thì họ vô chỗ đó. Vô đó có người phục vụ rồi trả tiền thôi, rồi họ đi về. Thì trong cái chỗ mà họ hút áo phiện nó thì khói áo phiện nó lên, thì mấy con thằn lằn nó hay xuất hiện. Rồi khi mà cái quán nó dẹp rồi đó thì mấy con thằn lằn nó chết. Cái chỗ này trong cái đường của nghiệp thì nói thế này nha, tất cả những người nghiện thì khi mà người ta có cai nghiện 20 năm rồi người ta chết á, thì cái yếu tố thuộc về nguyện á, trong cái sắc pháp này nè, cái thân này nè, nó còn lưu trữ. Còn nói về mặt tâm thì chắc chắn là có rồi. Cho nên trên cái đường luân hồi đó, mà nếu nó không mạnh á, hoặc là cái phước nó kém quá đó, thì nó sẽ sanh ra ở những cái nơi chốn như vậy. Cho nên tại sao có những cái con vật mà nó đến cái khu chùa chiền miếu mạo để nó ở, mà có những cái con vật nó lại đến những cái nơi mà người ta đó là hưởng thụ những cái món đó để nó có mặt. Nó không bao giờ là một sự tình cờ. Con người ta đi theo cái khuynh hướng của mình. Cái khuynh hướng là cái sự thôi thúc trong tâm, nó dục dã chúng ta phải đáp ứng cái điều đó thì mình mới có thể cảm nhận được cái mà mình được thỏa mãn. Cái đó mình gọi là cái hạnh phúc. Cho nên chúng ta bị những cảm thọ đánh lừa mình, mình phải xem xét những cảm thọ. Cho nên cái thế giới của loài vật và cái thế giới của con người nó có sự gắn bó lẫn nhau. Và ở trong cái kinh cũng có giảng thế này, là khi nó sinh ra làm súc sinh đó, mà nó thiếu phước á, nó ở trong những cái môi trường sống á, là nó thường trực là một cái nỗi sợ hãi. Ví dụ như những cái con chim chóc, ngay cả nó về nó sống ở cái thành phố này á, mà nó ở trên mấy cái cây mà cao ngút ở ngoài đường đó, nó vẫn thiếu phước ở chỗ, bởi vì cũng có những công tử sang trọng ấy mua những cái súng săn đó mà bắn nó từ trên cái cây cao.
Cho nên trong cái thế giới của loài vật, cái nỗi đau khổ nhất là cái sự kiếm ăn khó khăn và nguy hiểm. Bởi vì đồng loại nó có thể nuốt lẫn nhau, cá lớn nó nuốt cá bé. Con vật này có thể ăn vật con thịt khác. Nhưng mà nó kinh sợ nhất là cái loài người. Bởi vì cái loài người đó là truy cùng sát tận. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng nha, hiện tại bây giờ trong cái thời điểm này mà có những cái vùng trên đất nước mình, người ta đi bẫy những cái con vật trên không trung đó, những cái con cò đó. Sư cô không hiểu tại sao người ta làm cái động tác này. Người ta dùng cái lông của nó để người ta xỏ qua cái mí mắt, người ta cột cái mí mắt nó cho nó không thấy đường. Người ta xỏ qua cái vùng miệng, người ta cột, người ta quấn này về để nó không kêu lên được. Hoặc là nó kêu thì nó kêu lên những cái tiếng kêu thống thiết như thế nào. Người ta đem thành những cái con cò mồi, người ta bẫy đó để mà những con khác trông thấy. Hoặc là cái tiếng kêu nó thống thiết như thế nào, chứ là giống như kêu để mà cứu cho tôi vậy đó, thì những cái con khác tới là dính hơn. Mình thấy cái ác của con người chưa? Và nếu bây giờ đó mình cột mắt người ta vậy, mình cột cái miệng người ta vậy đó, mình có bao giờ nghĩ một ngày nào đó con mắt mình sẽ mù, cái miệng mình nó sẽ dính lại, nó câm không? Mình không nghĩ ra. Nhưng mà mình tạo cái công ăn việc làm của mình nó bằng một cái khủng khiếp đến như vậy. Nhưng mà chưa đâu, chưa ngừng lại chỗ đó. Chúng ta thấy không? Người ta đi bắt cá, người ta dùng mìn đó, người ta thảy xuống cái hồ nước đó, nổ xuống một cái là tất cả đều nổ lên. Cái tiếng nổ đó con người còn sợ, huống chi những cái con vật nó kinh hoàng và nó điếc đặt luôn. Rồi cuối cùng nó chết trong cái kinh hoàng, cái hoảng hốt, nó nổi mình lên để cho mình ăn cái thi thể mà nó đầy độc hại đó, mà nó tàn sát hết khu vực đó. Bây giờ nó đi bắt cá đó, nó dùng cái đồ chích chết hết. Nhưng mà cái đó nó mới nằm trong cái mưu sinh thôi. Còn có những người không vì mưu sinh mà ác hơn nữa, để khỏi phải xử lý nước thải thì đổ ra cho biển, cho sông, tất cả đều chết, cái loài thủy sản đều chết hết. Mà cái đó nó thấm vào lòng đất, cái đó nó bay trên không trung thì tất cả chúng ta đây đều nhiễm độc hết. Rồi cái chuyện mà một sớm một chiều đó mà có người bị kêu một cái án tử là ung thư đó, thì mình đây cũng ở trong cái trường hợp mình cũng không biết là mình có bị hay không. Làm sao biết được, trong khi mình bị nhiễm hết toàn bộ. Như vậy giữa cái ác cũng con cá lớn nuốt cá bé, cũng con cọp ăn thịt con trừu, con nai con trâu, với lại cái chuyện con người á, đi bẫy bắt những cái đoàn thú như vậy đó, giết nó như vậy á. Nhưng khủng khiếp nhất, người ta không ăn mà ta giết trọn cái loài thủy tộc, và ta tiêu diệt luôn cái sự sống của con người nữa, thì cái ác nghiệp này có ác nghiệp nào lớn hơn không? Và xin thưa rằng tất cả những ai dính vào trong cái đồng tiền ác nghiệp đó, hãy xem loài thủy tộc chết như thế nào, thì tất cả những ai dính vào trong lỗ đó đều như thế đó. Đó là nghiệp. Và quả của nghiệp không thể nói khác hơn. Không thể nói khác hơn. Thành ra khi mà mình sanh ra trong cái thế giới của cái loài bàn sanh này, sống dưới nước cũng không yên, trên cạn cũng không yên, trên không cũng không yên, thì đó là cái nỗi đau khổ thuộc về sự sợ hãi, sự bất an. Mà mới là cái loài của đọa xứ thôi, chưa phải là cái loài của khổ. Vậy tại sao ta phải sanh ra trong loại bàn sanh như thế này? Do ai vậy? Do cha mẹ mình phải không? Do trời đất phải không? Do bạn bè phải không? Do xã hội phải không? Không, do tâm mình muốn vậy mà. Cho nên tất cả những loài bàn sanh với bất cứ một hình thái nào, ở một nơi chốn nào, đều là do tâm chúng ta đã vẽ vời ra. Chúng ta vẽ vời như thế nào, chúng ta ở trong cõi giới đó. Đó là cái mà mình tạo tác ra, và mình tự đóng cửa cuộc đời của mình, nằm chỗ đó.
Ở đây lớp này sư cô có nói chuyện này. Sư cô có nói người ta không ăn thịt bồ câu, nhưng người ta giết cái con bồ câu đó. Và người ta làm cách nào không biết, để cái lúc người ta tới ăn á, thì nó mở con chim bồ câu đó ra, thì mấy con giòi trắng nó rớt xuống trong cái bột đó, rồi người ta đem cái bột lên ăn. Khi người ta muốn ăn một miếng thịt bò tái, nó đi vào nhà hàng đó, thịt bò cắt lát lên rồi đó, thì nó mở mấy cái hai cái ổ mà kiến vàng nó mở ra cho nó đậy lại, cho nó bò qua bò lại trong đó, thì cái nước đáy của con kiến vàng nó làm tái cái thịt đó là người ta ăn. Như vậy người ta ăn một dĩa thịt đó mà phải chết cả hai cái đất nước. Dân tộc của hai cái đất nước nó nằm trong hai cái ổ kiến, nó phải chết hết toàn bộ. Một miếng ăn mà cái ác nghiệp nó nặng như thế, mà người ta lấy làm hãnh diện vì mình có tiền để ăn những cái món độc như thế. Món độc này thêm chữ nó cho nó rõ nghĩa là món độc ác cái gì. Chúng ta hãy nhìn xem đi. Rồi chính những cái đó nó mới dẫn dắt đi tái sanh. Nó mới dẫn dắt đi vào trong những cái khổ cảnh. Ngày hôm nay mình đã người gieo quả cho ngày khác. Quả của nghiệp là ngày kia đó mình sẽ trở thành cái nạn nhân đó, để mình hiểu những cái mình gieo xuống, mình tạo tác xuống đó, người ta đã bị đau khổ như thế nào. Đó là cái luật của nhân quả. Mình gieo xuống một cái gì thì ngày hôm sau đó trên đường luân hồi mình sẽ nhận lại đúng cái đó. Và không phải đúng một lần, khi mình gieo xuống không có một lần. Nó không phải chỉ trong bãi sát na. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ, một chớp mắt là 1.000 tỷ nữa. Vì như vậy mình sẽ lặp đi lặp lại, mình sẽ nhận cái này. Cho đến bao giờ mình hiểu rằng nạn nhân là gì thì mình thôi gieo rắc xuống. Còn không đó, người ta thích gieo rắc xuống vì người ta chưa là nạn nhân. Nhưng mà con đường của nhân quả, một ngày mình gieo xuống, người khác là nạn nhân, một ngày kia mình nạn nhân. Để mình thấu hiểu rằng cái chuyện mình gieo xuống nó lên cái gì. Mình gieo cái thống khổ xuống để người ta nhận cái thống khổ này. Và ngày hôm nay con người cực kỳ độc ác. Ở trên cái quả địa cầu này, con người độc ác nhất. Mà đáng buồn thay, người độc ác nhất lại là người có trí thế gian nhất. Có trí nó mang trên ngồi trước. Có trí mới có địa vị. Có trí mới là bày ra chuyện làm cái này cái kia cái nọ để sanh lợi. Nhân trí về tâm linh thì nó bị che giấu mất. Cho nên người ta đi vào cái con đường làm giàu bất chấp. Từ cái giàu đó có quyền lực, từ cái giàu đó có danh vọng. Như lần trước sư cô nói, con người ta cái trí tuệ tâm linh người ta bị che mờ bằng tiền, bị che mờ bằng danh, bị che mờ bằng lợi. Thì đấy, người ta đi con đường đấy. Cho nên cái trí tuệ tâm linh người ta bị che khuất. Và đó là con đường vọng ngược xuống, để người ta đi xuống cái khổ. Cho nên thế giới của bạn sanh là cái thế giới mà đầu tiên do cái tâm chúng ta vẽ vời ra. Cho nên chúng ta nghe cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói thế này. Đức Phật nói, ta không quán thấy một bộ loại nào khác mà đa dạng lạ lùng như các loài hữu tình thuộc loại chúng sinh. Này các tỳ kheo, các hữu tình thuộc loài súc sanh ấy cũng chỉ do tâm ảo tưởng mà thành. Như vậy cái tính đa dạng về hình thể cũng như là cái môi trường sống của tất cả chúng sinh, nó đều do tâm của mình vẽ ra và mình tạo tác ra như vậy. Và bây giờ mình tái sanh trong cái cõi đó để mà mình được sống trong cái mình đã tạo tác ra. Đó, nhân quả luân hồi và đi tái sanh nó đi bằng con đường này. Nếu mình trớ trêu thì mình phải nhận cái trớ trêu. Và đây cũng là một cái chuyện mà sư cô giảng rồi, ngày hôm nay nói lại. Sư cô nói cái thời sinh viên mình đi
trong những cái buổi sinh hoạt tập thể nó có một cái trò chơi mà nó gây ấn tượng mà sư cô không quên được. Nó theo suốt mình luôn để mình phải suy gẫm gì đó. Đó là cái trò chơi tạc tượng. Thì thường có một người tình nguyện lên đó để làm một khối đá cho người khác tạc tượng. Thì khi mình đứng lên vậy thì một cái người tạc tượng, kiến trúc sư tạc tượng đi lên. Nó nói rằng là bây giờ đó bạn đứng là phải giơ cái tay lên vậy. Cái chân của bạn một chân phải chỉ ra, tức là bên này là nó nguyên, bên này giơ tay này chỉ ra. Rồi xong đó là cái người khác lên nó nói không, vậy không được. Một cái tay này phải làm cái gì đó thì nó sẽ bẻ nó làm ra. Rồi cái chân này phải như thế nào đó. Rồi có người mới đem cái giấy mà giống như giấy vệ sinh đó, rồi mới quấn hết, rồi mới tạc thành cái tượng. Rồi cuối cùng cái người mà MC cho chương trình đó, ta hỏi bây giờ cái tượng như thế này là vừa ý chưa, đặt yêu cầu chưa, hài lòng chưa. Mà nó được rồi, đẹp lắm. Ta nói lên đây, ta tự mình tạc y như vậy. Cho nên cái trò chơi đó nói gì? Cái khi mà chúng ta tạo tác ra là chúng ta tạo tác theo ý thích. Chúng ta bất chấp cái khối đá là con người đây rồi, nó phải chịu cái cảnh, nó giơ cái tay lên, nó bẹt cái chân nó ra, rồi nó phải cúi cái đầu nó xuống, nó đưa cái chân kia ra. Mình không nghĩ tới cái chỗ đó. Thấy thú vị trong cái chuyện làm. Đó là cái thú vị của cái chuyện mà chúng ta tạo tác những cái nghiệp mà chúng ta ưa thích. Và bây giờ sau khi đó tạo tác xong rồi đó, thì chúng ta đó hãy làm cái tượng này đi, và đứng lên làm y như vậy đi, thì sẽ biết cái hậu quả hay kết quả của mình làm cái chỗ này nó xảy ra. Cho nên cái trò chơi đó của trẻ con đó, hoặc là cái thời mình còn thanh niên đó, có những cái trò chơi mà nó để cho mình một cái sự suy gẫm. Đó là những cái bài học mà mình suy gẫm mình học được nhiều. Đó thì cái tâm của mình, Đức Phật cũng nói như vậy, thì cho thấy rằng chính mình tạo ra. Và cái tạo ra này đó thì trong kinh cũng có nói là nó tạo ra do cái sự tham ái cực kỳ đa dạng của mình. Và như trong cái tứ đế thì chúng ta hiểu rằng cái nguồn mối để tạo ra tất cả sự đau khổ và bất hạnh của mình nằm trong tham ái. Và cái tham ái này đó cực kỳ đa dạng, và nó đem đến những cái nguồn vui bất thiện này đó là nó bất, gọi là bất tận. Cho nên con người ta đó đẻ ra nhiều cái thứ vui chơi, nhiều cái thứ hưởng thụ không thể ngờ được, không thể ngờ được. Và ngày hôm nay nè, trong cái xã hội mình, biết bao nhiêu người thành đạt và biết bao nhiêu người trai trẻ đó đã đi vào trong cái thế giới của heroin, cái thế giới của ma túy. Đó là cái thế giới mà nó hủy hoại cái hệ thần kinh nhanh nhất. Và đó là một cái thế giới mà khi khép lại cái cuộc đời đó, thì cái chỗ nào là cái chỗ tâm tối nhất, cái chỗ nào là cái chỗ điên đảo nhất, thì cái chỗ đó mình có mặt tại nơi đó. Người ta đang đi tìm về đó, đi tìm cảm thọ, đi tìm cảm hứng. Và cái sự thọ hưởng này bất tận. Cho nên giá nào, bao nhiêu tiền, khi lậm vào trong đó cũng lấy ra. Và để cho được có cái số tiền đó thì không có ác nghiệp nào không dám làm. Và đây đúng là giới thứ năm. Khi cái trí chúng ta bị che mờ thì không có ác nghiệp mà không dám làm. Người ta không thấy đây là cha, không thấy đây là mẹ, không thấy đây là vợ, không thấy đây là con, không thấy đây là người ân người nghĩa, không thấy gì hết. Người ta chỉ thấy là tới giờ cần phải có thuốc, mà giờ không có thì cái vàng đó, cái tiền đó ở trong túi của cha, của mẹ, của vợ, của con, của bạn, của bè, của người ân người nghĩa đưa ra đây. Nếu không đưa ra đây thì đây là sự cản trở. Đập nát cái sự cản trở này để có cái đồng tiền đó mà thỏa mãn cái cơn nghiện. Đơn giản chỉ vậy thôi. Vì nó đâu còn có trí nữa đâu. Để mà nó phân biệt được đây là cha, đây là mẹ, đây là người ân người nghĩa, đây là anh em ruột thịt máu mủ được không làm. Tất cả đều bị che khuất hết khi mà trí tuệ tâm linh.
Cho nên vì người ta nghiện tiền, người ta ác độc hết. Đối với con người, các cái loài trên không, các loài thủy tộc người ta ác, làm ác hết. Nghiện tiền, là tất cả những cái loại nghiện đều che mờ tâm trí. Người ta nghiện dục vọng, cho nên giống như Trư Bát Giới là hồi đó đi với lại Đường Tam Tạng á, thì khi mà mấy con ma ma mà với mấy con quỷ nó ra để mà nó khuyên ngài Đường Tam Tạng á, thì đi qua bên đó thỉnh kinh làm gì? Ở đây là nó nuôi dưỡng, nó săn sóc, nó cung phụng đầy đủ hết. Nhưng mà ngài Đường Tam Tạng nghe xong là cũng như không nghe, nhưng mà ngài nhất định ngài lên ngựa ngài đi. Nhưng có người nghe tới đâu thấm tới đó, người đó là Trư Bát Giới. Giờ mới nói má, con là siêng làm lắm, khỏe mạnh nữa, má gả cô nào con cũng chịu hết, gả hết ba cô cũng được, mà má ưng luôn cũng được luôn. Thì thấy không, khi mà nó bị che mờ cái dục vọng rồi thì không có cái gì nó không dám làm. Vì tiền, từ xí nghiệp nhỏ cho đến xí nghiệp lớn, sẵn sàng đưa nước thải đó ra làm ô nhiễm từ một cái mương nước, từ một cái kinh rạch, từ một cái sông nhỏ cho đến biển lớn. Và cái đó không phải chỉ di chết các cái loài thủy tộc, mà tất cả những loài trên không, trên mặt đất đều bị ảnh hưởng và bệnh tật đưa đến cái chết. Nhưng nó che mờ hết. Vậy thì khi cái quả này trổ xanh, nó sẽ rơi xuống những tầng cấp khổ đau, cho đến khi nào mà tất cả những chúng sinh chết vì cái khổ cảnh đó đó, mà phải trải qua hết cái đó rồi mới có thể là coi như là cái mãn cái hạn nghiệp của mình, thì tính đi. Chúng ta tính đi để chúng ta biết. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta sợ mình sai lạc, chúng ta sợ mình lầm lỗi để đưa đến cái tội ác. Chúng ta sợ ác nghiệp, mà dẫu cho chúng ta có mê tiền, mê danh, mê quyền lực đến đâu, chúng ta không dám phạm, vì chúng ta thương cái huệ mạng mình nhiều hơn những cái thứ mà chúng ta thọ dục trên thế gian này. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đây có đầy đủ sự sáng suốt để bảo vệ huệ mạng của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng, luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp khí đến chư thiên, ngưỡng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xá tu thiên hàng ngày, từ nơi đền pháp xưa nay, những nơi thiền tâm, nơi cây bồ đề,
con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp vi tìm về cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cớ từ ẩm não phước thành hạ xa, thì cô chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ động phụ trợ nhân. Những người trong khắp hồn lâm, đều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh bốn loài không lường, hoàn thai thấm hoa khi lương phát lành, giải thoát pháp bảo nhân thành, tặng hạ liên khổ truyền quanh qua đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp tiền tri thức các ngài mở mang, ở tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hòa nhau, lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả bảy chúng con, tâm hoa trong pháp Phật nói giáo truyền. Hồi hướng sao thời pháp, giữ thiên trong tình xa, nơi gần tháp Bồ Đề, hoặc trụ sư đó đây, được cung dường pháp đi, hay làm cho an lạc trong vòng tình xa này, tùy theo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, thiện nam tín nữ, người trong làng châu quân, cùng các bậc hữu thánh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Hãy xin cùng hoàn sinh, pháp sinh hóa sinh chúng, cho duyên pháp cao thượng, dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn. Cá nhân người học pháp cũng được đi như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn, xin hóa bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp vùng pháp giới chúng sanh tội mình, mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiện tiền quá vãng con phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường nhà nhà an thương, chúng sanh ba tội sao đường, do nhờ lời phẩm báo còn mạnh căn, nghiệp lành từ khẩu vi thân, hóa thành phước quả tiền nhân quyên cầu. Hồi hướng quý thuộc, Y đàn tô nha, Y đàn hồ tu su ki la, tu nha ta yô, Y đàn tô nha, Y đàn hồ tu su ki la, tu nha ta yô, Y đàn tô nha, Y đàn hồ tu su ki la, tu nha ta yô, Y đàn qua la mê quân nha ha sa wa ca ya wa hồn tu, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm